Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vớt. Chương 1251, Giải mã quyển trục chính xác sử dụng phương thức. Giận quảng. Trên thực tế khi nhìn đến, mời nhảy nhìn trình tự 9, câu nói này lúc, Tống Thư Hàng trong lòng đã có loại dự cảm không ổn, đồng thời, hắn còn làm xong nghênh đón Tống Đầu Gỗ chơi ác chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi hắn thật sự nhìn thấy trình tự 9 lúc, vẫn là không nhịn được gân xanh nổ lên, hận không thể giận quảng quyển trục. Chuẩn bị tâm lý A, tu sĩ đạo tâm A, kiên định như sắt ý chí A, khi nhìn đến câu nói này lúc đều hóa thành cho bụi, này lúc trong lòng của hắn chỉ có một loại suy nghĩ, cái kia chính là đem Tống Đầu Gỗ bắt lấy, đem hắn xé sống. Một ngày kia hắn nếu có hạnh trở thành trường sinh giả, nhất định phải đi đem Tống Đầu Gỗ bắt tới, sau đó đem hắn cùng Tam Lãng tiền bối phóng tới cùng một chỗ, để hắn cũng thể hội một chút bị người lãng, cảm giác. Không đúng, không ổn. Nếu như đem Tống Đầu Gỗ cùng Tam Lãng tiền bối đặt chung một chỗ, hai người này nói không chừng hội hủy diệt thế giới. Cho nên, vẫn là đem hắn trói đến tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc đi lên, để hắn mỗi ngày đều sống ở tạo hóa pháp phương trong tiếng ca. Tốt nhất có thể mời tạo hóa pháp phương vì Tống Đầu Gỗ chế tạo riêng một khúc BGM, lại đem cái kia khúc BGM làm thành đồng hồ báo thức, để Tống Đầu Gỗ mỗi sáng sớm đều sẽ bị bản thân BGM soái tỉnh. Hít sâu, hít sâu. Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn lần nữa mở ra quyển trục. Một bên Đại Hải Quy dùng từ bi ánh mắt ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp tục nhìn xuống. Trình tự 4, không. Trình tự 5, vẫn là không. Trình tự 6, lại không, chống đi đầy đủ không gian, để phòng ngoài ý muốn. Trình tự 7, nếu như ngươi là từ trình tự 9 trở về, cũng đã hoàn thành trình tự 1, 2, 3. Như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi đã đạt đến. Ngực dấu viết văn hư như cốc, bụng có thi thư khí tự hoa, cảnh giới. Đi nho ra bái sư đi, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công không thích hợp ngươi. Tống Thư Hàng. Trình tự 8, kiên trì nhìn thấy một bước này đột nhiên ngươi, có phải hay không rất muốn đánh ta? Đến A, đến đánh ta A, đến lẫn nhau tổn thương A. Ta liền thích xem các ngươi loại này muốn đánh ta, nhưng lại đánh không đến ta biểu lộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy cái này trình tự, Tống Thư Hàng đều là một chút lướt qua, đọc nhanh như gió. Nhưng coi như lại thế nào một chút lướt qua, dựa vào tu sĩ cường đại nhãn lực cùng trí nhớ, nội dung phía trên vẫn là một mực khác ở Tống Thư Hàng trong đầu. Tống Thư Hàng khóe miệng không ngừng run rẩy. Tống Đầu Gỗ cái này ra hỏa, có thể từ viễn cổ thời đại một mực sống đến bây giờ, đều không có bị người đánh chết, cái này ra hỏa may mắn giá trị tuyệt đối không thể so với bạch tiền bối yếu bao nhiêu. Bởi vì vận khí quá kém. Hắn như thế lãng, khẳng định sớm đã bị người đánh chết. Tam lãng tiền bối tắc tử còn có một cái danh giới cuối cùng nguyên tắc. Lãng bất quá tam, mặc dù tam lãng tiền bối bất chi bất giác liền sẽ lãng quá mức. Mà Tống Đầu Gỗ cái này ra hỏa, tắc tử căn bản không có danh giới cuối cùng. Lúc này, trên màn hình Bắc Phương Đại Đế đột nhiên nói, trực tiếp từ trình tự 414 bắt đầu xem đi, Tống Đầu Gỗ tên kia tự xưng mỗi ngày tắc tử số lần muốn hạn chế tại 414 số này giá trị bên trong. Thứ 45 cái trình tự, mới thật sự là nội dung. Tống Thư Hàng, Đại Đế, ngài có thể sớm điểm nói cho ta biết. Đại Đế tư thế yêu nhã lau đi khóe miệng, cô tại đem phần này giải mã trên quyển trục nội dung, gần từng chữ phiên dịch, viết xuống quá trình bên trong, cô trong lòng hết thảy sinh ra 24 lần muốn đánh nằm bẹp Tống Đầu Gỗ xúc động. Phần này xúc động, cô hy vọng Tống Thư Hàng tiểu hữu ngươi cũng biết một chút. Đại Hải Quy, cái này gọi là vui một mình không bằng vui chung. Tống Thư Hàng. Án lấy Đại Đế nhắc nhở, Tống Thư Hàng trực tiếp nhảy đến thứ 45 trình tự. Đồng thời, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, Đại Đế, chờ ta lúc nào thần công đại thành phía sau chúng ta đi đem Tống Đầu Gỗ bắt lại đánh một trận đi. Câu nói này, chỉ là viễn cổ thiên đình bên trong thì có ba chữ số đạo hữu đã từng đối cô nói qua. Bắc Phương Đại Đế mỉm cười, bất quá, ba chữ số đạo hữu bên trong, cuối cùng được thường mong muốn đạo hữu liền hai chữ số cũng chưa tới. Thiên đình chạy trốn đệ nhất mỹ danh, cũng không phải gọi không. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, yên lặng vọng thiên. Thứ 45 cái trình tự, chúc mừng ngươi, kiên trì đến cái này trình tự còn không có đem quyển trục xé toang, đạo hữu, đạo tâm của ngươi kiên định để tại hạ bội phục. Chỉ có đạo tâm như sắt tu sĩ, mới có tư cách mở ra bảo tàng, hưởng thụ thắng lợi trái cây. Phía dưới tiến vào chính để nếu như ngươi đã từ, toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà, tổ chức trong tay. Đạt được các nàng đời đời truyền lại bí tịch,
cũng từ đó lĩnh ngộ ra tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bí văn. Như vậy, ngươi liền đã thành công 1/3. Tiếp đó, ngươi đạt được bộ này giải mã quyển trục, cũng kiên trì đọc được thứ 45 cái trình tự, vậy ngươi liền thành công 2/3. Cuối cùng, ngươi còn thiếu khuyết một kiện đồ vật, cái kia chính là giải mã lúc cần thiết phó sách. Giải mã trên quyển trục ghi lại giải đọc bí văn phương pháp. Mà giải đọc quá trình bên trong, ngươi cần căn cứ phó sách thượng nội dung, đối, bí văn, tiến hành trục câu phiên dịch. Bộ này phó sách, lưu truyền rất rộng. Chư thiên vạn giới bên trong, đông đảo không lấy nhân loại làm chủ thế giới bên trong, đều ẩn giấu đi một cái người thần bí loại tổ chức. Không sai, kỳ danh là, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà. Ngươi cần tiến về cái này người thần bí loại trong tổ chức, đạt được bọn hắn tổ truyền bí tịch, cái kia chính là phó sách nguyên bản. Còn như thế nào từ đó lĩnh ngộ ra phó sách nội dung, liền xem chính ngươi tạo hóa. Sau đó, mời xem thứ 46 cái trình tự, trên đó ghi lại kỹ càng, giải mã chi pháp. Tống Thư Hàng nhìn đến đây, lần nữa ngẩng đầu vọng thiên. Luôn cảm giác tống đầu gỗ đây là đang thiết kế một cái tầm bảo trò chơi, hắn đem bảo vật chia 3 phần, lại đem manh mối cấp cho ra ngoài. Về sau, hắn tự thân núp trong bóng tối, nhìn lấy mọi người vì tìm kiếm bảo vật bận rộn. Thở dài phía sau hắn tiếp tục hướng xuống, đem thứ 46 trình tự thượng ghi lại, giải mã chi pháp, nhớ cho kỹ. 46 trình tự sau khi kết thúc, phía dưới vẫn còn có thứ 47 trình tự. Thứ 47 trình tự, kỳ thật ta còn tại hiện thế một nơi nào đó, thành lập một cái, danh tự bảo mật, môn phái, bọn hắn có được hoàn chỉnh thú thần bộ truyền thừa. Người tân tân khổ khổ từ chư thiên vạn giới tìm kiếm được tam đại manh mối, gom góp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bản đầy đủ, nhưng người ta, danh tự bảo mật, trong môn phái, nhưng có hoàn chỉnh công pháp phiên bản. Thế nào, nghe được tin tức này kích thích không? Thổ huyết không? Tống Thư Hàng thở dài. Thật đáng tiếc, tam thập tam thú thần tông, bên trong truyền thừa cũng đã gãy mất. Nếu không, ta cũng không cần khắp thế giới vất vả siêu tập thú thần bộ, ám, truyền thừa. Thứ 48 trình tự, đã ngươi có thể kiên trì nhìn thấy cái này một bước, vậy ta lại lộ ra cái tin tức cho ngươi. Ngươi tân tân khổ khổ gom góp, giải mã đọc ra tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, là bản cũ 1.9 bản công pháp. Cái này phiên bản có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương, mà thú thần bộ bên trong đoàn người đã sớm đổi lại kiểu mới nhất tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công 2. Không bản công pháp, thế nào, kích thích không? Tống Thư Hàng. Ta chỗ này có 1 vạn cái, tiểu ngọa thảo, muốn hợp thành một cái, đại ngọa thảo, tặng cho ngươi. Thứ 49 trình tự, sơ lược, để cho ta nước một bước đột nhiên, ta muốn gom góp cái cả. Thứ 50 trình tự, bất quá ngươi không cần lo lắng, bản cũ 1.9 khoản tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công có thể thăng cấp làm 2. Không bản, chỉ cần ngươi có thể tìm tới, công pháp thăng cấp bao, án lấy thăng cấp bao thượng nội dung, liền có thể hoàn mỹ thăng cấp, tại không ảnh hưởng tu vi của ngươi. Cảnh giới điều kiện tiên quyết, đem công pháp toàn diện hoàn thiện. Mà lại, còn sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. 2. Không công pháp thăng cấp bao, người đáng giá có được. Muốn thăng cấp sao, muốn thu hoạch được kiểu mới nhất tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sao. Nếu như muốn, đi tìm đi, ta đem thăng cấp bao đặt ở. Thú thần bộ nhất ô địa phương, ngươi hiểu, nơi này rất kiên cố, chỉ cần ngươi hữu tâm, nhất định có thể tìm tới hắn. Dài rằng giặc, giải mã quyển trục, cuối cùng kết thúc. Tống Thư Hàng. Thú thần bộ nhất ô địa phương, là cái kia đi, đạo tử tiễn hắn, hố giác, cung điện. Chỉ là, hắn dùng xem xét bí pháp xem xét qua cung điện, nhưng trong đó cũng không có cái gì, thăng cấp bao. Tống Thư Hàng rơi vào trầm tư. Xem hết rồi, Đại Hải Quy hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Muốn phát tiết sao, Đông Trì Điện bên phải có cái phòng luyện công. Ngươi có thể đi nơi đó đối luyện công thạch quyền đấm cước đá, phát tiết một chút trong lòng lửa giận. Đại Hải Quy quan tâm đạo. Tống Thư Hàng, không cần, tạ ơn Quy tiền bối. Điểm ấy trùng kích, ý chí của ta còn có thể chịu đựng được. Hắn nhưng là đã từng trở thành một gốc hành, trồng ở đỉnh núi lẻ loi trơ trọi hơn mấy trăm năm nam nhân. Đạo tâm cùng ý chí đều kiên cường đáng sợ. Đừng nhẫn, vẫn là đi phát tiết một chút. Nhẫn lâu, ta sợ ngươi nghĩ quẩn. Đại Hải Quy đạo. Tống Thư Hàng, yên tâm đi, Quy tiền bối, ta thật sự không có việc gì. Dứt lời, hắn đem chính mình chép lại, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà, bí tịch lấy ra. Bí tịch này bên trong ẩn giấu đi giải mã quyển trục phó bản, chỉ cần đem phó bản đọc ra,
ta liền có thể trực tiếp đem bản đầy đủ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công phiên dịch ra tới. Tống Thư Hàng đạo, Đại Hải Quy, làm sao đọc đến? Theo ta lấy được tình báo, bộ này bí tịch nhân loại như thế nào tại thú giới sinh hoạt tốt hơn 300 cái diệu chiêu cần phối hợp nhân loại liên minh thần thú diệt thế đại pháp cùng một chỗ tu luyện, mới có thể đem hắn đọc ra. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Đại Hải Quy, vậy ngươi thử một chút. Tống Thư Hàng lắc đầu, ta cũng không biết thần thú diệt thế đại pháp. Đại Hải Quy, cái kia về Hắc Mã phân bộ, tìm người thử một chút. Tống Thư Hàng, đã thử qua. Hắc Mã phân bộ bên trong có cái Quy đại sư. Trước đó, hắn ở trước mặt ta một bên vận chuyển thần thú diệt thế đại pháp, một bên sử dụng nhân loại liên minh bí tịch, nhưng cũng không có phát sinh bất kỳ dị trạng. Quy đại sư không thể đọc đến ra phó bản tới. Cho nên, đến cùng là cái nào khâu sai lầm. Lúc này, trên màn hình Bắc Phương đại đế nói, cô muốn ăn cơm. Tống Thư Hàng, Bắc Phương tiền bối gặp lại. Bắc Phương đại đế, hừm, lập tức liền lo cao ăn cơm. Đúng, cái kia thần thú diệt thế đại pháp có cái gì chỗ đặc thù sao? Chỗ đặc thù, đúng, bộ công pháp kia giống như có thể làm cho tu luyện giả thay thế, linh thú công năng, phối hợp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tiến hành tu luyện. Tống Thư Hàng đạo. Bắc Phương đại đế phất phất tay, cho nên, người không bằng từ một điểm này lại vào tay thử một chút. Không nói, ăn cơm đi, gặp lại sau. Dứt lời, Bắc Phương đại đế từ trên màn hình biến mất. Chương 1252. Không tốt, bá Tống tiền bối biến thành một đôi cánh tay rồi. Đại đế nói từ một điểm này tới tay, là chỉ từ thần thú diệt thế đại pháp cùng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công giữa hai bên cộng minh vào tay. Cái này muốn làm sao thao tác? Dùng kình thôn thuật, nuốt linh thú tinh, cho Hắc Mã phân bộ cao thủ độ chân nguyên. Lại để cho Hắc Mã phân bộ cao thủ đồng thời sử dụng thần thú diệt thế đại pháp cùng bí tịch. Cả hai phối hợp, thu hoạch trong bí tịch ẩn tàng phó bản. Nhưng là, cứ như vậy, chẳng phải là có trước sau mâu thuẫn. Muốn từ nhân loại liên minh trong bí tịch đạt được, phó bản, nhất định phải nắm giữ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, mới được. Nhưng tìm kiếm đầu mối người, không nhất định đều là thú thần bộ đệ tử. Bọn hắn muốn học tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nhất định phải đem ba cái manh mối gom góp, đem bản đầy đủ thần công phiên dịch ra tới. Như vậy liền thành một cái bế tắc. Muốn học thần công liền muốn tập hợp đủ ba cái manh mối, muốn tập hợp đủ manh mối lại nhất định phải nắm giữ lấy thần công. Trừ phi là giống hắn dạng này, nắm giữ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cũng không hoàn thiện, đành phải đến đây tìm kiếm thú thần bộ ám, truyền thừa. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động. Có lẽ, Tống đầu gỗ cố ý lưu lại phức tạp như vậy, ám, bộ truyền thừa phương pháp, vì chính là sàng chọn tầm bảo người thân phận. Có thể thu được hoàn chỉnh tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công truyền thừa, ít nhất là thú thần bộ truyền nhân, hoặc là tam thập tam thú thần tông truyền nhân. Nếu thật như thế, Tống đầu gỗ lưu lại, ám, bên trong truyền thừa, là vì đặc biệt người mà chuẩn bị, cũng không phải là trước bất kỳ ai mở ra. Vì đặc biệt người mà chuẩn bị. Đặc biệt người. Tống Thư Hàng không tự chủ được siết chặt quyển trục bằng da thú. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Tống đầu gỗ lưu lại ba cái, ám, bên trong truyền thừa manh mối, đơn giản đều là vì hắn chế tạo riêng. Tiểu thải cộng diệt phượng công tử tổ hợp, để Tống Thư Hàng từ toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà, trong bí tịch, đạt được bộ phận thứ nhất bí văn. Cùng bích thủy các sở các chủ quan hệ giữa. Để Tống Thư Hàng đạt được bộ phận thứ hai, giải mã quyển trục. Mà Hắc Mã phân bộ bên trong bí tịch, không có, xem xét bí pháp, lại có mấy người có thể nắm giữ từ đó đạt được, phó bản, phương pháp. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tống đầu gỗ lưu lại thú thần bộ ám trung truyền thừa, không phải là chuyên môn vì ta mà lưu a. Ý nghĩ này, tại Tống Thư Hàng trong đầu xoay quanh. Đang suy nghĩ gì đấy? Đại Hải Quy hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, không có việc gì. Quy tiền bối, chúng ta về Hắc Mã phân bộ đi. Ngài bây giờ còn có thể mở ra không gian chi môn sao? Nhất định phải có thể. Đại Hải Quy đạo. Vậy chúng ta về, Tống Thư Hàng nói được nửa câu lúc, đột nhiên cứng đờ. Gần nhất hắn kinh lịch không gian chi môn truyền tống lúc, tựa hồ kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ ngoài ý muốn. Cái kia, Quy tiền bối, không gian chi môn an toàn sao? Sẽ không lại đem ta ném tới trên nửa đường đi thôi. Tống Thư Hàng hỏi. Đại Hải Quy, Vọng Thiên, nói lên việc này, ta còn đang muốn hỏi ngươi đây. Trước đó thông qua không gian chi môn đến Bích Thủy các thời điểm, ngươi làm sao biến mất không thấy?
Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, ta tiến vào không gian chi môn phía sau liền rơi vào đến một đầu không gian thông đạo. Lối đi kia dài dằng dặc vô cùng, chạy thế nào đều chạy không hết. Mà lại, ta phía sau không gian còn tại không ngừng vỡ nát, ép ta chỉ có thể liều mạng hướng phía trước lao nhanh. Ta kém một chút cho là mình muốn vĩnh viễn tại không gian trong thông đạo chạy xuống đi. Đại Hải Quy nghe vậy, suy tư chốc lát nói, loại tình huống này chỉ có một cái khả năng. Người tại bước vào truyền tống môn thời điểm, bị người động tay chân. Ai? Tống Thư Hàng hỏi. Đại Hải Quy, Vọng Thiên, ta làm sao biết? Trở về rồi hãy nói đi, trước từ Đông Chi Điện ra ngoài, ta cho ngươi thêm mở truyền tống môn. Tống Thư Hàng, lần này không có vấn đề. Yên tâm đi, lần này trên người ngươi không có bị người động tay chân, khẳng định thỏa. Đại Hải Quy đạo. Tống Thư Hàng. Luôn cảm giác Quy tiền bối đang cấp bản thân lập flex. Không gian chi môn mở ra. Cái này về ta cùng sau lưng ngươi, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Đại Hải Quy đạo. Tống Thư Hàng cắn răng một cái, chui vào không gian chi trạm. Lần này không gian chi môn nếu là lại xảy ra vấn đề, tương lai hắn liền tận lực không đáp không gian chi môn. Cái này về, không gian chi môn không có xảy ra ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng cùng Quy tiền bối thuận lợi trở về Hắc Mã phân bộ, xuất hiện tại hắn chỗ kia nghỉ ngơi gian phòng. Bá Tống tiền bối, ngài rốt cục trở về. Thiện cô nương nhìn thấy Tống Thư Hàng phía sau vui vẻ nhảy dựng lên. Ngươi một mực chờ đợi ta, Tống Thư Hàng cười nói. Thiện cô nương, bởi vì bên ngoài tới rất nhiều, thụ ô nhiễm giả, mà bá Tống tiền bối ngài lại biến mất không thấy, bộ trưởng cùng Quy đại sư đã bận bịu thành một đoàn. Hiện tại tất cả mọi người đang đợi bá Tống tiền bối ngài trở về. Bệnh nhân rất nhiều sao? Tống Thư Hàng hỏi. Thiện cô nương nhẹ gật đầu. Vậy thì bắt đầu làm việc đi, đã bệnh nhân rất nhiều, chúng ta dành thời gian, một lần thả 10 đến 15 cái bệnh nhân tiến đến, để cao hiệu suất. Tống Thư Hàng đạo. Thiện cô nương, không có vấn đề, vậy ta ra ngoài thông chi bộ trưởng cùng Quy đại sư. Thành, Tống Thư Hàng trả lời. Thiện cô nương đứng dậy, đi tìm Quy đại sư. Nàng đứng lên đi hai bước phía sau liền nghĩ tới một sự kiện. Tại là, Thiện cô nương lại trở về đến Tống Thư Hàng bên người. Nàng đưa tay đem một viên kẹo đặt ở Tống Thư Hàng trong tay, tặng cho ngươi, bá Tống tiền bối. Tống Thư Hàng nghi ngờ ngẩng đầu. Bá Tống tiền bối, cái này kẹo có thể ngọt, sau khi ăn xong tiền bối ngài liền sẽ không lại thương tâm. Dứt lời, Thiện cô nương nhảy cả tưng rời khỏi phòng. Tống Thư Hàng. Thương tâm, là nói trước đó hắn chui đầu vào công đức xà mỹ nhân trong ngực khóc giống sự. Đây quả thực là nghĩ lại mà kinh hắc lịch sử. Nhân. Mặt trời chiều ngã về Tây. Thú giới một ngày lại chuẩn bị kết thúc. Bởi vì Tống Thư Hàng tăng tốc trị liệu hiệu suất, tất cả bệnh hoạn sớm thanh lý chống không. Thu hoạch công đức chi lực một chút, cửu u tà năng đại lượng, cùng đủ loại vật liệu luyện khí một đống lớn. Nếu như hắn hiện tại bắt đầu luyện chế tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, chỉ ít giai đoạn trước không cần lo lắng vật liệu luyện khí tiêu hao vấn đề. Tống Thư Hàng thu hồi vật liệu luyện khí. Trong lòng suy tư như thế nào để Hắc Mã phân bộ thành viên hiệp trợ hắn, nếm thử đem phó bản rút ra đi ra. Lúc này, Thiện cô nương nói, bá Tống tiền bối, tạm thời không có bệnh nhân. Đúng, Quy đại sư để cho ta chuyển cáo ngươi, tiếp xuống ngươi tiếp tục muốn, vật liệu luyện khí, vẫn là đổi thành những vật khác. Tỷ như dược liệu, hoặc là đan dược loại hình. Vật liệu luyện khí đi, ta gần nhất có thể sẽ luyện chế một kiện đặc thù pháp khí, cần tiêu hao đại lượng vật liệu. Tống Thư Hàng trả lời. Thiện cô nương nhẹ gật đầu, vậy ta chuyển cáo cho Quy đại sư. Đúng, tiền bối có chuyện gì hay không cần ta chuyển cáo cho Quy đại sư. Hừm, đúng, Thiện ngươi mời Quy đại sư lại đến ta chỗ này. Các loại, trước không vội, Thiện, ngươi trước phối hợp ta làm tiếp cái thí nghiệm như thế nào. Tống Thư Hàng đạo. Thiện cô nương nhẹ gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Bá Tống tiền bối thí nghiệm mỗi lần cũng có thể làm cho nàng thụ ích lương đa. Cùng lần trước đồng dạng, Tống Thư Hàng trước dùng, kình thôn thuật nuốt một cái linh thú tinh. Sau đó đưa tay đặt tại, Thiện, trên lưng, đem linh thú tinh bên trong lực lượng đổ vào đến trong cơ thể nàng. Thi triển thần thú diệt thế đại pháp, Tống Thư Hàng đạo. Thiện hồi đáp, bá Tống tiền bối, ta mới nhất phẩm cảnh giới, chỉ có thể sử dụng thần thú diệt thế đại pháp bên trong một bộ tôi thể chi pháp. Chất lỏng chi pháp phần lớn là quyền pháp, thối pháp, kiếm pháp loại hình chiêu thức. Lúc tu luyện cần không ngừng di động. Một mực thi triển, Tống Thư Hàng đạo.
Lấy thực lực của hắn bây giờ lại thêm, quân tử vạn lý hành, tinh diệu, nửa bước không rời đi theo nhất phẩm cảnh giới tu sĩ sau lưng, cũng không phải là việc khó gì. Thiện, theo lời bắt đầu thi triển chất lỏng công pháp, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong phòng xê dịch. Ở sau lưng nàng, Tống Thư Hàng liền như là quỷ mị, như bóng với hình. Tay phải của hắn một mực đặt tại, Thiện, trên lưng, linh thú tinh bên trong linh lực không ngừng đạo trong cơ thể nàng. Linh lực độ nhập, Thiện, thể nội phía sau lại nhanh chóng bị thần thú diệt thế đại pháp đồng hóa. Hơn 10 phút sau, Thiện ngừng lại, một chuyến tu luyện kết thúc. Thiên phú tu luyện của nàng, dĩ vãng nàng mỗi luyện qua công pháp, liền sẽ cảm giác được tinh thần cùng thân thể song trọng mỏi mệt. Mà lần này tu luyện xong phía sau nàng vẫn như cũ cảm giác tinh thần sung mãn, toàn thân có dùng không hết lực lượng. Trạng thái không tệ, lại tu luyện một lần thử một chút. Tống Thư Hàng khích lệ nói, tiếp xuống ngươi thử một bên tu luyện, một bên minh tưởng tổ chức cái kia quyển bí tịch, tốt nhất có thể đem bí tịch đọc thuộc lòng đi ra. Có thể làm được sao? Có thể, Thiện cô nương trả lời. Nhất tâm nhị dụng, nàng còn là lần đầu tiên nếm thử. Nàng đầu tiên là ở trong lòng yên lặng nhớ lại một chút tổ chức mình trong bí tịch cho. Tiếp đó, nàng thân hình di động, thi triển công pháp tôi luyện thân thể. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không ngừng xê dịch, trong miệng mặc niệm bí tịch. Kình thôn thuật cộng, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, phối hợp, thần thú diệt thế đại pháp, cộng nhân loại liên minh bí tịch. Bốn pháp tề động. Sốt cục, Tống Thư Hàng cảm thấy một loại cộng minh. Tự cùng lúc ấy lợi dụng Diệt Phượng tiền bối thân thể tu luyện, yêu tinh liên minh bí tịch, lúc là đồng dạng cảm giác. Thành công. Tống Thư Hàng vui vẻ. Sau đó, rèn sắt khi còn nóng, đem nhân loại liên minh trong bí tịch ẩn tàng phó bản nội dung cho móc ra. Đến lúc đó ba đầu manh mối sát nhập, thu hoạch được bản đầy đủ, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Ngũ phẩm trước đó, đúc thành tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Đây chính là Tống Thư Hàng hiện tại mục tiêu. Bá Tống tiền bối, thân thể của ta thật nóng. Lúc này, Thiện cô nương kêu lên. Nàng cảm giác mình thân thể phảng phất cháy rồi. Đừng sợ, đây là chúng ta hai người công pháp cộng minh. Ngươi có thể kiên trì được sao? Tống Thư Hàng hỏi. Thiện, tạm thời còn có thể kiên trì, nhưng nàng cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Cái kia kiên trì một hồi nữa thử. Ách Tống Thư Hàng nói được nửa câu, đột nhiên cảm giác mình đầu như bị trọng kích. Ý thức biến mơ hồ. Hắn cảm giác phảng phất là uống rượu say đồng dạng, giống như tỉnh không phải tỉnh. Tại loại này trạng thái quỷ dị dưới, thân thể của hắn điên cuồng tồi động cương thủ bí pháp. Cuối cùng, tại Thiện không dám tin ánh mắt bên trong, Tống Thư Hàng thân thể hòa tan ra. Biến thành một đôi dính liền nhau hắc thiết cánh tay. Cương thủ môn công pháp này danh tự mặc dù áp chế một chút, nhưng nó lai lịch không nhỏ. Hắn là thượng cổ đúc khí đại tông, huyền trọng phái, đệ tử bắt buộc công pháp đánh sát thần kỹ. Tống Thư Hàng biến thành hắc thiết cánh tay hội triển khai. Sau một khắc, có kình cốt, lân phiến cùng vật liệu luyện khí bị nghiêng đổ ra tới. Chương 1253, bát tu dự tuyển thi đấu khai mạc. Này lúc, Tống Thư Hàng trong đầu, Tống Đầu Gỗ lưu lại ba bộ phân manh mối từng cái hiển hiện. Toàn thế giới yêu tinh liên hợp lại trở thành người một nhà, trong bí tịch ẩn tàng mật văn. Quyền trục bằng gia thú thượng, giải mã pháp. Cùng hiện tại trong đầu không ngừng dũng mãnh tiến ra phó bản nội dung. Ba cái hợp nhất, không cần Tống Thư Hàng giải mã, mật văn liền bị tự động phiên dịch ra tới. Bản hoàn chỉnh tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công nội dung, liên tục không ngừng xuất hiện tại trong đầu hắn. Bao quát công pháp chính văn, còn có 33 loại cùng, kình thôn thuật, tương tự phụ trợ bí thuật, cùng 33 loại bản mệnh pháp khí phương pháp luyện chế. Công pháp phương diện Tống Thư Hàng tạm thời không có đi để ý tới, trên thực tế, hắn tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cũng đã không phải nguyên bản, mà là bạch tiền bối hoàn thiện qua phiên bản. Cho nên, trước đó Tống Thư Hàng khi nhìn đến, trình tự 48, bên trong, Tống Đầu Gỗ nhắc nhở, 1.9 bản cùng 2. Không bản thăng cấp bao lúc, cũng không có cảm xúc quá lớn. Hắn tin tưởng, bạch tiền bối sửa chữa hoàn thiện, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Không thể so với Tống Đầu Gỗ nói hai. Không bản kém bao nhiêu. Chờ đến hoàn chỉnh, công pháp nguyên bản, phía sau hắn sẽ đem nguyên bản mang về giao cho bạch tiền bối, mời bạch tiền bối tiếp tục sửa chữa công pháp. Cho nên, hắn chú ý chỉ có cái kia 33 loại bản mệnh pháp khí phương pháp luyện chế. Tống Thư Hàng vẫn như cũ ở vào say rượu trạng thái, hắn liều mạng muốn cho bản thân bảo trì thanh tỉnh, nhưng thân thể nhưng có chút không bị khống chế.
Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí nội dung hòa luyện chế chi pháp, hoàn chỉnh xuất hiện tại Tống Thư Hàng não hải. Hắn bản năng lục soát cự kình thiên xứng đôi bản mệnh pháp khí tin tức. Rất nhanh, hắn đã tìm được mình muốn nội dung. Nghịch kình võ sĩ, đây chính là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cự kình thiên bản mệnh pháp khí tên. Từ miêu tả nhìn lại, đây là một đôi quyền sáo hình dáng pháp khí. Tu luyện cự kình thiên thú thần bộ đệ tử, bình thường đều sẽ lựa chọn chủ tu quyền pháp. Thậm chí cự kình thiên nội dung bên trong, đều bổ sung một chiêu quyền pháp, kỳ danh là cự kình phún xạ. Tức là quyền pháp, cũng là nhất phẩm cảnh giới công pháp tôi luyện thân thể. Lúc trước vây bắt Sở Sở, Kình Bát, liền đã từng thi triển qua một chiêu này. Tống Thư Hàng tại tiếp xúc tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, lúc, đã tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp, đồng thời đã tiếp cận nhất phẩm dược long môn cảnh giới. Bởi vì có tính năng tốt hơn công pháp tôi luyện thân thể kim cương cơ sở quyền pháp, cho nên hắn cũng không có đi tu luyện chiêu này, cự kình phún xạ. Nghịch kình võ sĩ pháp khí phương pháp luyện chế, từ đầu tới đuôi hiện lên ở Tống Thư Hàng não hải. Nếu như đem, nghịch kình võ sĩ, luyện chế thành công, trên tay của ta, Mộc Ngưu kiếm khách ái tâm bao tay, liền có thể về hưu a. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, thiện cô nương thanh âm vang lên, bá. Bá Tống tiền bối, ngài đây là thế nào? Thiện cô nương này lúc đã đình chỉ tu luyện. Bất quá, nàng và Tống Thư Hàng ở giữa mơ hồ còn có một loại liên hệ. Thông qua thân thể của nàng, Tống Thư Hàng trong đầu ba đầu manh mối không ngừng tổ hợp, phiên dịch ra công pháp chính văn. Ta, tại luyện khí, Tống Thư Hàng trả lời. Thiện cô nương nhẹ gật đầu, tự nhủ, nguyên lai luyện khí thời điểm, muốn đem thân thể biến thành hai bàn tay to sao? Tống Thư Hàng, đem thân thể biến thành hai bàn tay to. Hắn theo bản năng muốn cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, nhưng sau đó hắn phát hiện, bản thân càng không có cách nào bày ra, cúi đầu, tư thế. Tống Thư Hàng, vọng thiên. Coi như ở vào mơ mơ màng màng trạng thái, hắn cũng có thể đoán ra mình bây giờ thân thể hình dạng có vấn đề. Bên người, Đại Hải Quy ngáp một cái, không cần nhìn, tình trạng của ngươi bây giờ chính là hai cây hắc thiết cánh tay, tráng kiện hữu lực. Ngươi đây là chuẩn bị dùng cái bộ dáng này luyện khí. Hừm, nhất định, đúng lúc luyện chế, nghịch kình võ sĩ, vật liệu, trong tay của ta đều có. Vừa vặn có thể thử một chút đem hắn luyện chế ra tới. Tống Thư Hàng đáp. Lý trí nói cho hắn biết, hiện tại hắn trạng thái khác thường, không phải tu luyện, bản mệnh pháp khí tốt nhất thời gian. Nhưng bây giờ hắn giống như tỉnh không phải tỉnh, hành vi đều có chút không bị khống chế. Cũng đúng, người bây giờ vật liệu nhiều, thất bại cũng không có gì vấn đề. Đại Hải Quy ngáp một cái nói. Thiện cô nương hiếu kỳ hỏi, bá Tống tiền bối, ngài muốn luyện chế cái gì pháp khí? Ngay ở chỗ này luyện chế sao? Theo nàng giải. Bình thường tu sĩ tiền bối luyện khí lời nói, đều cần có đặc thù luyện khí thất, tốt nhất là tại linh lực sung túc chi địa. Tốt nhất còn phải phối thượng cái gì vạn năm bất diệt địa tâm chi hỏa A, còn có tôi vào nước lạnh dùng đặc thù tuyền thủy loại hình. Thậm chí có chút pháp khí, tại thành hình trước còn cần chôn ở đặc thù linh nguyên chi địa, ôn dưỡng 7749 ngày A, 9981 ngày A loại hình. Mà bá Tống tiền bối gian phòng này chỉ là cung cấp khách nhân chỗ nghỉ ngơi, linh lực. Lại không có luyện khí công cụ. Ở chỗ này luyện khí thật sự không có vấn đề. Yên tâm, ta có độc môn luyện khí nhà xưởng, Tống Thư Hàng trả lời. Hắn có đông chi điện, bên trong phối trí đầy đủ. Có phòng luyện đan, cũng có luyện khí nhà xưởng. Tiếp đó, Tống Thư Hàng bắt đầu kiểm kê vật liệu luyện khí. Trong đầu, nhớ lại, nghịch kình vũ khí, phương pháp luyện chế cùng trình tự. Sau một lúc lâu, Tống Thư Hàng biến thành hai tay còn duy trì rằng co hình. Hắn không có luyện qua pháp khí. Cho nên, cho dù có kỹ càng luyện khí trình tự, hắn cũng không biết muốn thế nào bắt đầu. Đặc biệt là luyện khí trình tự bên trong còn bao hàm rất nhiều tu chân chuyên nghiệp thuật ngữ, Tống Thư Hàng xem không hiểu. Còn không bắt đầu sao? Đại Hải Quy nghi hoặc hỏi. Tống Thư Hàng. Đồng thời, theo trong đầu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công phiên dịch chuẩn bị kết thúc, Tống Thư Hàng đại não bắt đầu tỉnh táo lại. Xấu hổ. Khục, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng tằng hắng một cái, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác hôm nay không phải. Uy là bảy cái đạo hào sao? Lúc này, trong đầu hắn lại xuất hiện một thanh âm. Bảy cái đạo hào là cái quỷ gì a? Mà lại ta hiện tại đã đạo, kim cương quân tử đao, đạo hiệu đưa ra ngoài, hiện tại ta là sáu cái đạo hào. Uy, nghe được lời ta nói sao? Tín hiệu có chút kém à? Là ta, lục tu.
Bảy cái đạo hào tiểu hữu ngươi ở đâu? Cái kia êm tai thanh âm cô gái tiếp tục nói. Tống Thư Hàng. Lục Tu, là thất tu tôn giả tiền nhiệm A. Vị kia cô gái tóc vàng. Tống Thư Hàng đối nàng ấn tượng sâu hơn, nàng có được một đầu như mỹ lệ tóc vàng, mỗi một cây tóc cũng như kim ti lóa mắt. Sau đó, nàng có run ét khuynh hướng. Rất manh rất đáng yêu, tứ tu, bởi vì cản đến con đường của nàng, bị nàng vô tình một chân đá bay. Cái kia, Lục Tu tiền bối, nếu như ngươi thật sự không nhớ được đạo hiệu của ta, mời trực tiếp gọi ta Tống Tiểu Hữu, thậm chí Thư Hàng Tiểu Hữu cũng được. Tống Thư Hàng trả lời. Không có vấn đề, bảy cái đạo hào. Ngươi bây giờ người ở đâu? Lục Tu tiên tử tiếp tục hỏi. Tống Thư Hàng, ta hiện tại hẳn là tại thú giới một chỗ, tiền bối ngươi tìm ta có việc. Mà lại, Lục Tu là thế nào liên hệ với hắn, cũng trực tiếp đem trực tiếp truyền vào đến hắn trong ý thức. Thú giới, thì ra là thế, khó trách tín hiệu kém như vậy. Ta hiện tại là thông qua đạo khí, cửu tu phượng hoàng đao, khế ước quyển trục công năng cùng ngươi trò chuyện. Ngươi chừng nào thì về hiện thế? Lục Tu tiên tử hỏi lần nữa. Tống Thư Hàng, nhiều nhất 2-3 ngày liền trở về, xảy ra chuyện gì sao? Thất tu đã tại độ kiếp rồi. Trên tổng thể tới nói hắn độ kiếp tương đối thuận lợi, đã chuẩn bị kết thúc. Lục Tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, cái kia đến chúc mừng thất tu tiền bối. Sau đó, chờ thất tu độ kiếp sau khi kết thúc, vô luận hắn là thành công hay là thất bại, cửu tu phượng hoàng đao, đều sẽ lựa chọn tân nhiệm chủ nhân. Nói cách khác, trước đó các ngươi những này tại, khế ước quyển trục, thượng ký xuống danh tự đạo hữu, tiếp xuống trong một thời gian ngắn. Đều sẽ trở thành cửu tu phượng hoàng đao, đời tiếp theo chủ nhân hậu tuyển. Ta trước sớm cho các ngươi thông báo một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng. Lục Tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng, thì ra là thế, ta hiểu được. Chú ý, việc này không cần tiết lộ ra ngoài. Nếu không, nếu là dẫn tới phiền phức, ta một mực không chịu trách nhiệm. Lục Tu tiên tử lại nhắc nhở. Tống Thư Hàng, thu đến, ta nhất định không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên việc này. Cố gắng. Bảy cái đạo hào tiểu hữu, kỳ thật khế ước thượng nhiều người như vậy, ta coi trọng nhất ngươi. Ngươi trở thành bát tu tỷ lệ rất lớn, Lục Tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng, nhận tiên tử cắt ngôn. Mặt khác, nếu như tiên tử cảm giác Tống tiểu hữu cùng Thư Hàng tiểu hữu cũng không tốt nhớ, gọi ta bá Tống cũng được a. Không có vấn đề, bảy cái đạo hào tiểu hữu. Đúng, ngươi tại thú giới, mang cho ta điểm thổ đặc sản trở về chứ sao? Lục Tu tiên tử đột nhiên nói. Tống Thư Hàng ngẩn người, phong cách vẽ chuyển thật nhanh. Ngay từ đầu vẫn là nghiêm túc tu chân phong, một giây sau trong nháy mắt biến thành hiện đại mạng lưới mua hộ phong cách. Tiên tử ngươi muốn thứ gì? Nói thật, ta cũng mới vừa đến thú giới không có mấy ngày, có cái gì đặc sản thật đúng là không phải quá rõ ràng. Tống Thư Hàng đạo. Lục Tu tiên tử, ta đem tờ đơn báo cho ngươi, ngươi xem một chút biết mấy thứ. Dứt lời, Lục Tu tiên tử thật nhanh niệm một chuỗi dài mua sắm danh sách. Báo xong phía sau Lục Tu tiên tử hỏi, thế nào, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, nhưng là, trên danh sách đồ vật, ta cũng như thế cũng không nhận ra. Tống Thư Hàng thành thật trả lời. Lục Tu tiên tử, đồng dạng cũng không nhận ra. Những vật này rất nhiều là tu chân giới trong thường thức vật phẩm, là luyện đan vật nhất định phải có. Người tu chân thường thức quá bạc nhược. Tống Thư Hàng thở dài, không có cách, dù sao ta chính thức tu luyện mới khoảng 4 tháng rưỡi. Mặc dù ta một mực đang bù lại các loại tri thức, nhưng là thời gian có hạn. Lục Tu tiên tử. Sau một lúc lâu. Được rồi, ta trực tiếp tự mình đi thú giới mua sắm đi. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta muốn lấy ngươi vì tọa độ, tiến hành dịch chuyển không gian. Lục Tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng. Hắn nhớ kỹ Lục Tu cao nhất là tu luyện đến thất phẩm tôn giả cảnh giới, nhưng về sau độ kiếp thất bại. Bị giới hạn, cửu tu phượng hoàng đao, thực lực bị cố định tại lục phẩm cảnh giới. Nàng có thể tiến hành dịch chuyển không gian. Phanh! Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng bên người không gian ba động. Sau một khắc, Lục Tu tiên tử ép ra ngoài. Đau nhức đau nhức đau nhức, quả nhiên loại này dịch chuyển không gian quá không đáng tin cậy. Lục Tu tiên tử liệt nha đạo. Nàng là mượn đạo khí cửu tu phượng hoàng đao, lực lượng. Sau đó lấy khế ước thượng Tống Thư Hàng ký tên đến định vị, tiến hành dịch chuyển không gian. Nó nguyên lý, cùng loại với lúc trước tứ tu sử dụng triệu hoán thuật, trực tiếp triệu hoán thất tu hiện thân. Chương 1254, Đại Trùy 100 Tiểu Trùy 50. Cái này dịch chuyển không gian công năng,
vốn là trở thành, số lượng tu, phía sau mượn dùng, cửu tu phượng hoàng đao, lực lượng tiến hành vượt không ở giữa triệu hoán phúc lợi. Mà bây giờ Tống Thư Hàng trở thành, bát tu hậu tuyển nhân, lục tu tiên tử cũng có thể miễn cưỡng sử dụng chức năng này. Chính là chen khi đi tới tương đối đau nhức. Tống Thư Hàng, lục tu tiên tử vậy mà thật sự đến đây. Nàng vẫn là như cũ, thân mang màu xanh nhạt váy dài, trên đó thêu lên sinh động như thật bươm bướm. Váy xẻ tà đến chỗ đùi, lộ ra mảng lớn da thịt trắng noãn, đem gợi cảm cùng ưu nhã kết hợp lại. Mái tóc dài vàng óng, như hoàng kim tạo thành kim ti, tản ra chói sáng ánh sáng lộng lẫy. Nhìn qua vẫn như cũ mỹ lệ chói mắt lục tu tiên tử, Tống Thư Hàng trong đầu lại đột nhiên phun lên một loại minh ngộ về sau, nếu như tại trên mạng nói chuyện trời đất thời điểm, gặp gỡ loại kia tin hay không đêm nay ta thuận võng tuyến bỏ qua đi đánh ngươi hồi phục lúc, nhất định phải cẩn thận. Bởi vì, nói không chừng ngươi đối diện vị kia, thật sự liền thuận võng tuyến tới chân nhân PK. Bảy cái đạo hào tiểu hữu ngươi thế nào? Vượt không ở giữa tới phía sau lục tu tiên tử liếc mắt liền thấy biến thành một đôi cánh tay Tống Thư Hàng, ăn nhiều một cá voi. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, chính luyện công đây. Phốc bên trên đại hải quy nhịn cười không được. Lục tu tiên tử nháy nháy mắt, ngươi đang luyện cái gì không? Cương thủ, Tống Thư Hàng trả lời. Phốc, ta đã thấy hàng trăm hàng ngàn vị luyện cương thủ tu sĩ, nhưng đem chính mình thân thể luyện thành một đôi sắt thép cánh tay, ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Lục tu tiên tử cũng không nhịn được cười ra tiếng. Dứt lời, nàng lấy ra một đầu máy ảnh kỹ thuật số, nhắm ngay Tống Thư Hàng vỗ vài chương ảnh chụp, còn cùng hắn hợp cái ảnh. Chân cương thủ, ta Huyền Trọng phái tổ sư như nhìn thấy người bộ dáng này, nhất định sẽ rất vui mừng. Lục tu tiên tử cười nói. Tống Thư Hàng. Thu hồi máy ảnh kỹ thuật số phía sau lục tu tiên tử lại nhìn mắt trên mặt đất những cái kia vật liệu luyện khí, còn có trong đó có mấy cây kình cốt, lân phiến. A, à, nhìn thấy kình cốt thời điểm, lục tu tiên tử nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Nàng ngồi xổm xuống, thận trọng đưa tay đón sờ cái này mấy cây kình cốt. Nhẹ nhàng đụng một cái sau nàng lại lập tức rút tay của mình về. Bát phẩm huyền thánh xương, mà lại trên đó ẩn chứa cường hoành sinh mệnh khí tức. Vừa bóc xuống, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng trước mắt là thật tứ phẩm cảnh giới, hàng lởm bát phẩm. Cho nên, những này bát phẩm huyền thánh kình cốt, hắn là từ đâu lấy được? Bên cạnh, thiện cô nương nghe nói như thế, lập tức đối Tống Thư Hàng quăng tới ánh mắt ngưỡng mộ. Tại trong mắt của nàng, bá Tống tiền bối, hình tượng biến cao lớn hơn bên trên. Vài ngày trước tại hiện thế thời điểm thu vào tay, lão mới mẻ. Tống Thư Hàng đạo. Những này lân phiến đâu? Lục tu tiên tử lại không nhịn được nói. Tống Thư Hàng, cùng kình cốt cùng nhau thu vào tay. Lục tu tiên tử trầm mặc một lát sau, đối Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Ha 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 ha, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, kỳ thật cũng chỉ là vận khí tốt. Ta vừa vặn cùng những này kình cốt chủ nhân nhận biết. Hắn tu vi có thành tựu, lột đi cựu thai lúc, liền đem phàm thai đưa cho chúng ta. Ta phân đến một chút điểm. Vọng Thiên, vậy các ngươi về sau ăn, cá voi thánh yến, cũng là vị kia đạo hữu thân thể. Lúc này, một bên đại hải quy nhìn không được lên tiếng nói, các ngươi sao có thể dạng này, vị kia cá voi đạo hữu khi các ngươi là bằng hữu, các ngươi lại đem hắn ăn. Đại hải quy cảm giác mình nhất định phải một lần nữa xác định một chút mình và Tống Thư Hàng quan hệ, vạn nhất cùng Tống Thư Hàng quan hệ quá tốt rồi, Tống Thư Hàng đem hắn cũng ăn làm sao bây giờ. Tống Thư Hàng, trên thực tế thu đến cật qua huyền thánh nhục thân chính là Bắc Phương Đại Đế, đưa ra muốn ăn cá voi thánh yến cũng là Đại Đế. Cho nên, nếu như quy tiền bối muốn cho cật qua huyền thánh bênh vực kẻ yếu, người trước tiên cần phải đi tìm Đại Đế. Quy tiền bối lập tức tạm ngừng. Sau một lúc lâu, hắn thở thật dài, Vọng Thiên. Mà lại quy tiền bối ngươi không phải cá voi, lại có thể biết cật qua huyền thánh ý nghĩ. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Phải biết lúc ấy, cật qua thánh quân thế nhưng là tự mình đi theo Biệt Tuyết Tiên Cơ tiến phòng bếp, hơn nữa còn tự mình xuất thủ đem chính mình nhục thân cho cắt miếng. Hình ảnh kia não bổ một chút còn cảm giác quỷ xúc. Bảy cái đạo hào, khục Tống đạo hữu, ngươi chuyển ra nhiều tài liệu như vậy, là muốn luyện khí sao? Lúc này, lục tu tiên tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng điểm một cái nắm đấm, trả lời, đúng vậy, lúc đầu chuẩn bị luyện chế một cái bản mệnh pháp khí. Người tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, muốn luyện chế công pháp thượng xứng đôi pháp khí. Lục tu tiên tử lại hỏi. Tống Thư Hàng tiếp tục điểm nắm đấm, ta vốn định đem nghịch kình võ sĩ luyện chế ra tới.
đó là ta quấy rầy ngươi rồi. Lục Tu tiên tử ngượng ngùng nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi toàn bộ thân thể đều biến thành một đôi sắt thép cánh tay đến luyện khí, ngươi rất có ý tưởng nha. Vậy ngươi đi trước luyện chế pháp khí, ta tránh một chút. Khục, không cần, Tống Thư Hàng thở dài, nói, hiện tại ta lại không định luyện chế ra. Bị ta cắt ngang rồi, Lục Tu tiên tử hỏi. Tống Thư Hàng lắc lắc nắm đấm, nói ra có chút ngượng ngùng, ta vừa mới chuẩn bị luyện chế pháp khí thời điểm, lại đột nhiên phát hiện ta căn bản sẽ không luyện chế cái đồ chơi này. Ta liền luyện khí muốn làm sao bắt đầu cũng không biết. Hiện thực không phải trò chơi bên trong chỉ cần có vật liệu cùng luyện khí trình tự, đem vật liệu để vào luyện khí giới diện khung bên trong, điểm kích, xác định, liền có thể bắt đầu luyện khí. Trong hiện thực nhưng không có dạng này luyện khí thủ đoạn. Đại Hải Quy, Phốc, Lục Tu tiên tử, Thiện nháy nháy mắt, quay lại ta hướng tiền bối nhóm học một ít làm sao luyện khí, Vọng Thiên, sách đến lúc dùng mới thấy ít. Tống Thư Hàng đạo, ta tới giúp ngươi luyện chế đi, lúc này, Lục Tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng, nếu như ngươi tín nhiệm ta, có thể đem ngươi muốn luyện chế pháp khí nghịch kình võ sĩ ngoại bộ cấu tạo cùng kỹ càng linh kiện nói cho ta biết, ta thay ngươi đem pháp khí hình thức ban đầu cho luyện chế ra tới. Cuối cùng, ngươi lại dựa theo luyện khí khẩu quyết, đem pháp khí hạch tâm lấy ra, chứa vào pháp khí hình thức ban đầu liền tốt. Lục Tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng, cái này cũng được. Không có gì không được, môn phái thông dụng pháp khí đều là dạng này. Loại này thông dụng pháp khí luyện chế phương thức, vẫn là chúng ta Huyền Trọng môn nghiên cứu ra, mở rộng ra. Lục Tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng từ tiên tử trong lời nói, nghe được một cái trọng điểm, Lục Tu tiên tử ngươi là Huyền Trọng phái. Cái kia thượng cổ đúc khí đại tông. Nếu không ngươi cho rằng ngươi cương thủ bí pháp là nơi nào tới. Lúc ấy thất thù cũng là dựa dẫm vào ta đạt được cương thủ bí pháp, lại ủy nhiệm cho ngươi. Lục Tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng vô ý thức nhìn về phía Lục Tu tiên tử mảnh khảnh cánh tay, não bộ tiên tử vung lấy chùy đánh sắt lúc hình ảnh. Muốn ta giúp ngươi luyện chế không? Chúng ta Huyền Trọng phái thế nhưng là đúc khí đại tông, truyền thừa đã lâu, danh tiếng tốt đẹp, giá cả vừa phải. Lục Tu tiên tử nói, không cần lời nói ta trước hết tránh người. Khó được đến một chuyến thú giới, ta muốn quét hàng rất nhiều. Tống Thư Hàng lập tức nói lại, muốn. Vậy liền đem nghịch kình võ sĩ ngoại bộ cấu tạo cùng một số linh kiện quy cách nói cho ta biết đi, ta thay ngươi luyện chế cái hình thức ban đầu. Lục Tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng hỏi, như vậy tiên tử, luyện khí giá cả tính thế nào? Tiên tử tự nhiên không phải không công hỗ trợ. Nàng vừa rồi mới nói, giá cả vừa phải. Tống tiểu hữu người quả nhiên thượng đạo, Lục Tu tiên tử nói, vậy phải xem người muốn lựa chọn loại kia luyện khí pháp. Chúng ta Huyền Trọng phái có đại trùy luyện khí pháp cùng tiểu trùy luyện khí pháp, người muốn loại kia. Tống Thư Hàng, giá tiền đâu? Đại trùy 100, tiểu trùy 50, giá cả trong suốt, ngàn năm không tăng giá, già trẻ không gạt. Lục Tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng, nhân dân tệ. Lục Tu tiên tử, người dạng này hội mất đi ta người bạn tốt này. Tốt a, mấy phẩm linh thạch, Tống Thư Hàng hỏi lần nữa. Nhất phẩm linh thạch, Lục Tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng không dám tin, tiện nghi như vậy. Linh thạch ở giữa không sai biệt lắm là 10 tiến 1, phẩm chất kém chút lời nói là 13 hoặc là 15 tiến 1. Theo bình thường 10 tiến đến một lần tính, 100 mai nhất phẩm linh thạch chỉ là một cái tam phẩm linh thạch giá. Nhất định. Giá cả lợi ích thực tế nha, Lục Tu tiên tử ngon ngọt cười. Một bên Đại Hải Quy cười, Tống Thư Hàng, người tốt nhất hỏi lại hỏi cái này là một chuyến xuống giá cả, hoặc là cái khác giá cả. Tống Thư Hàng, Lục Tu tiên tử ngắm nhìn Đại Hải Quy, không nghĩ tới gặp gỡ cái hiểu giá thị trường đạo hữu. Đại Hải Quy, không có cách, dù sao sống lâu, được chứng kiến đủ loại sự. Tống Thư Hàng trong lòng có loại cảm giác không ổn, cho nên, cái này kế giá phương thức không phải là. Không sai, đại trùy một cái búa 100 linh thạch, tiểu trùy một cái búa 50 linh thạch. Giá cả lợi ích thực tế trong suốt, già trẻ không gạt. Lục Tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng, nếu như vừa rồi quy tiền bối không có nhắc nhở ta, tiên tử ngươi có phải hay không liền đem ta hố? Người dạng này hội mất đi ta người bạn tốt này. Đây cũng không phải là hố, mà lại vừa rồi vị này quy tiền bối không có nói, ta một hồi cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Lục Tu tiên tử nhếch miệng lên, mà lại. Huyền Trọng phái thân truyền đệ tử xuất thủ, một chuyến chỉ lấy 100 nhất phẩm linh thạch, người cảm giác khả năng sao? Tống Thư Hàng, lại không thể có cái hữu nghị giá.
Đây đã là hữu nghị giá nha, thân, Lục Tu tiên tử nói. Đại Hải Quy, nói câu công đạo, cái này giá hoàn toàn chính xác không lỗ. Nghe rất khoa trương, nhưng một chuyến luyện khí xuống tới, kỳ thật cũng chỉ cần thất phẩm linh thạch giá cả. Lừa ngươi một cái thất phẩm linh thạch, ta nhưng phải huy động hơn vạn trùy, ngươi còn cảm giác quý sao? Lục Tu tiên tử trả lời, cho nên nói, đây đã là hữu nghị giá. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, kiểu nói này, đơn giản cảm giác tốt tiện nghi. Thành giao, Lục Tu tiên tử. Có luyện khí nhà xưởng sao? Lục Tu tiên tử hỏi. Tống Thư Hàng, có, tiên tử ngươi không nên chống cự, ta dẫn ngươi đi luyện khí nhà xưởng. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước đem Đại Hải Quy cùng Lục Tu tiên tử chuyển rời đến hạch tâm thế giới, Đông Chi Điện, bên trong. Hắn lại ngưng tụ ra một đầu công đức chi nhãn, giao cho Thiện. Thiện tiểu hữu, nếu như có chuyện muốn tìm ta lời nói, liền thông qua hắn đến liên hệ ta. Tống Thư Hàng đạo. Thiện cô nương nhẹ gật đầu. Giao phó xong phía sau cương thủ hình thức, Tống Thư Hàng cũng tiến vào Đông Chi Điện luyện khí nhà xưởng bên trong. Này lúc, Lục Tu tiên tử đem tóc vàng ghim lên, tại trong tay nàng xuất hiện một đại nhất gần hai chuôi chùy. Chương 1255. Soát bình phong đâm tâm. Quyết định xong chưa, muốn đại chùy vẫn là tiểu chùy? Lục Tu tiên tử hỏi, nàng hai tay huy động, đại chùy cùng tiểu chùy linh hoạt tại trong tay nàng xoay quanh. Tống Thư Hàng dò hỏi, đại chùy cùng tiểu chùy, cái nào hiệu quả tương đối tốt? Đều có các ưu điểm, đại chùy lực lớn thế chìm, rèn luyện đi ra pháp khí kiên cố dùng bền. Tiểu chùy tiểu xảo linh hoạt, rèn luyện một số tinh tế bộ kiện hiệu quả càng tốt hơn. Lục Tu tiên tử trả lời. Tống Thư Hàng, cái kia, không bằng hai cái đều lên. Hắn nhìn bản thân bản mệnh pháp khí, nghịch kinh võ sĩ, bản thiết kế, quyền sáo sắc ngoài cần càng kiên cố càng tốt, mà bên trong rất nhiều tiểu bộ kiện thì là càng tinh tế hơn càng tốt. Khách quan, người tuyển nhất đúng lựa chọn. Lục Tu tiên tử mím môi cười một tiếng, đại trùy cùng tiểu trùy cùng tiến lên mới là vương đạo. Mà lại, song trùy cùng lên mới có thể phát huy ta luyện khí trình độ. Đại Hải Quy khóe miệng ẩn ẩn co lại, bất quá lần này hắn không nói thêm gì. Thời gian chính là sinh mạng. Thay ngươi luyện xong khí phía sau ta còn muốn đi đem trên danh sách đồ vật toàn bộ mua về. Ngươi, nghịch kình võ sĩ, bản thiết kế ở đâu? Ngươi đem hạch tâm bộ phận cất kỹ, cái khác bộ phận giao cho ta. Lục Tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng móc ra giấy bút, nhanh chóng đem trong đầu liên quan tới, nghịch kình võ sĩ, phương pháp luyện chế chép lại, giao cho Lục Tu tiên tử. Lục Tu tiên tử quét mắt, nghịch kình võ sĩ, bản thiết kế hòa luyện chế pháp, nhẹ gật đầu, pháp khí này không tệ. Có sáng tạo. Sau đó là vật liệu luyện khí lựa chọn. Nàng lại nhìn mắt Tống Thư Hàng cái kia một đống vật liệu, nói, ngươi, nghịch kình võ sĩ, quyền sáo, cần lấy cá voi loại linh thú hoặc là cá voi yêu xương thú, đến tháp xây pháp khí hình thức ban đầu. Trong tay ngươi có 6 loại linh thú kình cốt còn có 3 loại yêu thú kình cốt, đều là ngũ phẩm cảnh giới vật liệu, ngươi muốn sử dụng loại kia vật liệu. Tiên tử, có thể sử dụng cái này không? Tống Thư Hàng chỉ cật qua thánh quân xương sườn. Lục Tu tiên tử khóe miệng giật một cái, đương nhiên có thể sử dụng, bất quá, ta không phải rất đề nghị ngươi lãng phí bát phẩm cá voi thánh cốt. Ngươi muốn luyện chế là tứ phẩm pháp khí, dùng ngũ phẩm vật liệu đến luyện chế như vậy đủ rồi, thậm chí ngũ phẩm vật liệu trong mắt của ta đều có chút lãng phí. Trực tiếp dùng cá voi thánh cốt, hội lộ vẻ thoáng có chút phung phí của trời. Không có việc gì, dù sao kình cốt trong tay của ta còn có một số. Còn nữa, nghịch kình võ sĩ, là ta bản mệnh pháp khí. Tương lai coi như muốn luyện chế tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cũng nhất định sẽ lấy, nghịch kình võ sĩ, làm hạch tâm đến tổ hợp. Cho nên, nghịch kình võ sĩ càng mạnh càng tốt, Tống Thư Hàng đạo, Lục Tu tiên tử. Đại Hải Quy ngáp một cái, rất dễ dàng có được đồ vật, mọi người thường thường liền sẽ không đi chân quý bọn chúng. Bất kể là tình cảm, vẫn là bảo vật, Tống đạo hữu lại đi lại chân quý a. Bát phẩm cá voi thánh cốt xác thực rất là chân quý. Ngươi không còn lo lắng nhiều một chút. Lục Tu tiên tử đồng dạng hỏi. Tống Thư Hàng suy tư một lát, hỏi, Lục Tu tiên tử, luyện chế quyền sáo ước chừng phải mấy cây bát phẩm cá voi thánh cốt. Lục Tu tiên tử đánh giá một chút, đáp, ngươi cá voi thánh cốt thể tích to lớn, một cây như vậy đủ rồi. Vậy liền hoàn toàn không thành vấn đề. Tống Thư Hàng nói, trong tay của ta còn có 16 căn cá voi thánh cốt, dùng xong một cây hoàn toàn không có ảnh hưởng. Lục Tu tiên tử. Hay dùng cá voi thánh cốt đến luyện chế, nghịch kình võ sĩ quyền sáo đi. Ngọa thảo, 16 căn, nhiều như vậy.
khó trách cái này gia hỏa không có chút nào chân quý bát phẩm cá voi thánh cốt. Đã như vậy, vậy liền nghe ngươi. Lục Tu tiên tử đưa tay nâng lên cá voi thánh cốt, đem hắn phóng tới rèn đúc trên đài. Đúng rồi, 7 cái đạo hào. Khục bá Tống đạo hữu, tại mở trùy trước, ta nhắc nhở trước ngươi một sự kiện. Bát phẩm cá voi thánh cốt cường độ rất cứng, ta sẽ sử dụng huyền trọng phái bí pháp đến rèn luyện hắn. Cho nên, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Lục Tu tiên tử lại nói. Tống Thư Hàng vô ý thức hỏi, phải thêm giá. Không thêm giá, bất quá cá voi thánh cốt rất khó rèn luyện, muốn chế tạo hắn, cần tiêu hao thời gian sẽ rất lâu. Mà thời gian dài, tổng giá trị nhất định sẽ tăng lên. Lục Tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, có thể lý giải. Như vậy, nhận được hân hạnh chiếu cố, Lục Tu tiên tử hai tay biến thành đen kịt kim trúc chi sắc, là Tống Thư Hàng quen thuộc cương thủ kỹ năng. Tiếp đó, Lục Tu tiên tử lại hít sâu một hơi, lần nữa thôi động huyền trọng phái bí pháp. Sau đó nàng hai tay nhan sắc lại phát sinh biến hóa, hóa thành vàng óng ánh nhan sắc, như hoàng kim tạo thành. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, chế tạo trình tự, đem chế tạo chi pháp nhớ kỹ. Sau một khắc, song chùy vung vẩy. Đốt! Đại chùy nện ở kình cốt bên trên, nổ lên chướng mắt hỏa tinh. Theo đại chùy rơi xuống, rèn đúc trên đài có hỏa diễm bay lên, đem kình cốt bao khỏa. Lửa tranh thuận chùy, một đường lên cao, trong hư không múa. Tống Thư Hàng rụi rụi con mắt, không biết có phải hay không ảo giác hắn nhìn thấy Lục Tu tiên tử đại chùy nện xuống thời điểm, có hỏa diễm dọc theo chùy cuộn tất cả lên, sau đó tại đại chùy trên không ngưng tụ ra một chuỗi số lượng phù văn. Cộng 100, là ta nhiều đi, hỏa diễm êm đẹp làm sao lại biến thành số lượng. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hát, lúc này, Lục Tu tiên tử khẽ quát một tiếng, đại chùy lần nữa nện xuống. Đốt, lại có hỏa diễm dọc theo đại chùy bay lên, hóa thành cộng 100 số lượng phù văn. Hỏa diễm phù văn càng lên càng cao, cuối cùng ngưng tụ làm 200 số lượng, tiêu tán không thấy. Ngọa thảo, không phải là ảo giác. Tống Thư Hàng nhìn rõ thanh sở sở. Hỏa diễm thật sự biến thành số lượng phù văn. Trong lúc đang suy tư, Lục Tu tiên tử đã nện xuống thứ 3 chùy. Đốt. Hỏa diễm bốc lên, lần nữa hóa thành cộng 100 số lượng. Hỏa diễm phù văn càng lên càng cao, cuối cùng hóa thành 300 số lượng, sau đó tiêu tán không thấy. Vọng thiên, ngọn lửa này phù văn là máy đếm. Mỗi khi Lục Tu tiên tử nện xuống một chùy lúc, liền sẽ cộng 100. Sau đó cái số này sẽ còn thêm vào đi lên. Rất tốt, trạng thái tới, Lục Tu tiên tử nói. Sau một khắc, Lục Tu tiên tử cánh tay nhanh chóng vung vẩy. Cộng 100, cộng 100, cộng 100. Tống Thư Hàng trước mắt không ngừng hiển hiện hỏa diễm số lượng, liền như là soát bình phong đồng dạng, lấy để cho người ta tuyệt vọng tốc độ từ trước mắt hắn soát bên trên. Đốt, 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 đốt. Mỗi một lần đánh chính là một cái cộng 100. Cái này đại biểu cho Tống Thư Hàng phải bỏ ra 100 mai linh thạch đại giới. Tống Thư Hàng không tự chủ được sờ lên tâm can của chính mình. Luôn cảm giác mỗi một cái cộng 100 hỏa diễm phù văn, phảng phất mũi tên, đâm thủng tâm can của hắn. Thật đâm tâm. Một vòng này đại trùy nện xong, chính là mấy ngàn nhất phẩm linh thạch. Sáu tiên tiên tử có chút dừng lại một chút, thanh âm dễ nghe vang lên, rất tốt, cá voi thánh cốt có phản ứng. Tới đi, cùng ta cộng minh đi, thuận theo ta sẽ đem ngươi chế tạo thành hoàn mỹ nhất pháp khí. Đang khi nói chuyện, cánh tay khác của nàng cũng động. Tiểu chùy đồng dạng cua múa. Song chùy dùng chung mới là vương đạo. Bởi vì song chùy cùng một chỗ vung vẩy, số lượng xoát bình phong tốc độ hội nhanh gấp đôi trở lên. Đâm tâm trình độ có thể tăng gấp mấy lần. Đinh đinh, đinh đinh. Tống Thư Hàng trước mắt hỏa diễm phù văn biến thành cộng 100. Cộng 50 tổ hợp. Xoát bình phong tốc độ biến càng nhanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, mãn bình cộng 100 cùng cộng 50. Mỗi nháy một lần con mắt, những ngọn lửa này phù văn liền sẽ dẫn xoát một đợt. Tâm hảo tắc. Cái này mãn bình hỏa diễm phù văn, cũng không phải phổ thông hỏa diễm, là linh thạch A. Đây là mãn bình linh thạch tại tung bay. Tiên tử, cái này tính toán công năng có thể hay không quan bế một chút, quá bực bội. Lúc này, Đại Hải Quy dùng chân trước nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, một mặt xoắn xuýt, Quy tiền bối, có việc. Đau lòng sao, Quy tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng, đau lòng ngược lại không đến nỗi,
nhưng là cái này mãn bình cộng 100 cùng cộng 50, nhìn lấy tâm tắc. Tâm tắc là được rồi, đây chính là huyền trọng phái phong cách. Rõ ràng một chuyến luyện khí xuống tới, tốn hao đồng dạng cũng chỉ tại 6, thất phẩm linh thạch tả hữu. Nhưng là bất kể là ai, nhìn thấy cái này mãn bình hỏa diễm phù văn, đều sẽ tâm tắc. Quy tiền bối ha ha cười nói, ta có thể dạy bảo ngươi một cái phương pháp, để ngươi thích ứng những ngọn lửa này phù văn. Tống Thư Hàng, phương pháp gì? Trong lòng ngươi lấy thất phẩm linh thạch hoặc là bát phẩm linh thạch vì so sánh, đem cộng 100 tưởng tượng vì cộng 0.0001 thậm chí càng nhỏ hơn, ngươi liền sẽ không như thế tâm tắc. Đại Hải Quy Đạo. Tống Thư Hàng, có đạo lý. Sau đó hắn xoay đầu lại, tiếp tục xem mãn bình cộng 100 cùng cộng 50. Một lát sau, hắn thở dài. Không sống được đấy, Tống Thư Hàng đạo. Đại Hải Quy, cái gì? Ta lấy thất phẩm linh thạch vì so sánh, sau đó ta vừa nhìn thấy cái này cộng 100 số lượng, cũng cảm giác đây là muốn ra 100 khối thất phẩm linh thạch đồng dạng, lập tức tim như bị đao cắt. Tống Thư Hàng đạo. Đại Hải Quy. Đinh 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 đinh. Song chùy vung vẩy thanh âm, tựa như một khúc thề mỹ hòa âm. Tức dễ nghe, lại thúc người rơi lệ. Lục tu tiên tử đúc khí trình độ rất mạnh, tông sư cấp trình độ. Tống Thư Hàng không hiểu đúc khí, dù sao bên trên Đại Hải Quy là khen ngợi như vậy lục tu tiên tử. Song chùy vung vẩy thời điểm, lục tu tiên tử còn thỉnh thoảng đem một số vật liệu luyện khí ném vào hỏa diễm bên trong. Ngọn lửa này, không phải Đông Chi Điện bên trong tồn trữ luyện khí hỏa trùng. Đại Hải Quy trầm giọng nói. Ban sơ thời điểm, lục tu tiên tử vẫn là lấy Đông Chi Điện luyện khí hỏa trùng đến phối hợp với rèn luyện cá voi thánh cốt. Nhưng đến nửa đường, nàng đổi hỏa trùng. Này lúc, lục tu tiên tử bên người hỏa diễm, liền như là có sinh mệnh, thỉnh thoảng ngưng tụ làm phượng hoàng bộ dáng. Theo nàng mỗi lần dùng sức huy động trùy thời điểm, phượng hoàng hội nương theo lấy phát ra một tiếng thanh minh. Cửu tu phượng hoàng hỏa. Lúc này, lục tu tiên tử hồi đáp, ta cảnh giới bây giờ, bị giới hạn lục phẩm cảnh giới. Muốn dựa vào sức mạnh của bản thân rèn luyện bát phẩm huyền thánh xương quả nhiên có chút miễn cưỡng. Cho nên, ta mượn một điểm đặc thù hỏa diễm. Này lúc, lục tu trên mặt có mồ hôi rơi xuống, có mồ hôi dọc theo gương mặt của nàng một mực hướng chảy cổ, lại dọc theo xinh đẹp xương quai xanh, tiếp tục hướng chỗ càng sâu trượt xuống. Có mồ hôi, bị nàng lông mi thật dài ngăn trở. Tại nàng chớp mắt thời điểm, nhỏ giọt xuống, nhưng mồ hôi nhỏ tại giữa không trung liền bị cái kia phượng hoàng hỏa diễm bốc hơi. Duy nhất mau bệnh chính là ngọn lửa này nhiệt độ có chút cao, nóng người. Lục tu cười khổ nói. Đại Hải Quy, lục tu đạo hữu, cần để cho Tống tiểu hữu lau cho ngươi hạ mồ hôi không? Luyện khí quá trình bên trong, nếu có mồ hôi nhỏ xuống đến còn tại luyện chế pháp khí bên trong, sẽ rất phiền phức. Không cần, không có việc gì. Lục tu trả lời. Phượng hoàng lửa nhiệt độ quá cao. Lấy Tống Thư Hàng thực lực nếu là tiếp cận, sẽ bị đốt bị thương. Chương 1256, nhất định bị người nhớ kỹ đệ thất thánh. Ta cái này trạng thái cũng không tiện cho lục tu tiên tử lau mồ hôi a. Tống Thư Hàng đạo, hắn hiện tại là một đôi sắt thép cánh tay trạng thái, thô to cánh tay có thể làm không được lau mồ hôi loại này việc tinh tế. Ở giữa, hắn một mực ý đồ để cho mình thân thể lần nữa khôi phục hình người, nhưng đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Có lẽ muốn chờ hắn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, để thân thể cùng tinh thần khôi phục, mới có thể khống chế thân thể một lần nữa biến hóa. Lục tu tiên tử cười cười, sau đó nàng phun ra một thanh hồn khí, nói tiếp xuống các ngươi lui ra phía sau một số, ta muốn tiếp tục dẫn vào càng nhiều phượng hoàng hỏa diễm, tiến vào hạ rèn đúc một giai đoạn. Tiên tử, cá voi thánh cốt muốn thành hình sao? Tống Thư Hàng một bên lui ra phía sau, vừa nói. Nào có dễ dàng như vậy? Đây chính là bát phẩm huyền thánh xương. Bất quá, chờ ta lần nữa dẫn vào phượng hoàng lửa, mấy ngàn chùy bên trong, liền có thể để nó hóa thành, nghịch kình võ sĩ, pháp khí hình thức ban đầu. Nói cách khác, cái kia cộng 100 cùng cộng 5 không còn muốn soát mấy ngàn lần, tâm hảo tắc. Lục tu tiên tử nói, đừng một mặt đau lòng biểu lộ, vì luyện chế ngươi kiện pháp khí này, ta liền cửu tu phượng hoàng hỏa đều dẫn đến đây. Gia chất không thêm giá, ngươi đã kiếm được. Cho nên ngươi muốn vui vẻ lên chút. Tống Thư Hàng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, tạ ơn tiên tử, cho nên. Nếu như tiên tử có thể đem kế giá công năng quan bế rơi, ta hội càng cảm kích. Khách quan, cái này không thể được nha. Lục tu tiên tử nhíu mày, nói kế giá phù văn thế nhưng là chúng ta huyền trọng phái đúc khí lúc chỉ có niềm vui thú.
Luyện khí là kiện rất buồn tẻ nhàm chán sự, nếu như kế giá phù văn điểm ấy niềm vui thú đều bóc ra, chúng ta hội mất đi đúc khí động lực. Dứt lời, Lục Tu Tiên Tử vẫy tay, càng nhiều hỏa diễm được triệu hoán tới. Hỏa diễm đem Lục Tu Tiên Tử bao phủ, tình trạng của nàng nhìn phảng phất như là Tống Thư Hàng mượn dùng, Xích Tiêu Kiếm, sử dụng phần thiên hỏa diễm đao đồng dạng. Đại Hải Quy vừa lui nữa. Không được, muốn thoát nước, ngọn lửa này cực kỳ bá đạo. Đại Hải Quy đạo. Tống Thư Hàng đi theo Quy Tiền Bối lui lại, hắn cảm giác mình hóa lỏng thân thể đều muốn bị bốc hơi. Quy Tiền Bối, ta hình thể có phải hay không biến nhỏ chút? Tống Thư Hàng hỏi. Đại Hải Quy nhìn hắn một chút, sau đó lắc đầu, chẳng những không có thu nhỏ. Thậm chí người bây giờ biến thành sắt thép hai tay còn bành trướng một số. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, còn biến lớn. Chẳng lẽ thân thể ta không có bị bốc hơi? Có lẽ là nóng nở ra lạnh co lại nguyên nhân. Đại Hải Quy đạo. Tống Thư Hàng. Hắn chuyển qua nắm đấm, tiếp tục, nhìn, hướng Lục Tu Tiên Tử. Tiên tử thân hình bị ngọn lửa bao phủ, mơ hồ có thể thấy được nàng thân ảnh tại hỏa diễm bên trong dáng dấp yểu điệu, mảnh khảnh hai tay quơ lớn nhỏ song chùy, nhanh chóng tạp động, nhìn tựa như là đang khiêu vũ. Đinh 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 đốt. Cộng 100, cộng 50, cộng 100, cộng 50. Hỏa diễm kế giá phù văn lại bắt đầu lại từ đầu soát bình phong, chiếm hết Tống Thư Hàng, ánh mắt khung. Phát minh loại này kế giá hỏa diễm phù văn huyền trọng phái tiền bối, nhất định là cái rất nhức cả trứng người, người bình thường thật sự phát minh không ra dạng này kế giá phù văn tới. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, Tống Thư Hàng, Quy Tiền Bối đều là lòng có cảm giác. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nắm đấm, nhìn về phía bầu trời. Bất quá hai người chỉ có thể nhìn thấy Đông Chi Điện trần nhà. Loại cảm giác này, là lại có người tấn thăng huyền thánh, Đại Hải Quy đạo. Năm nay là chuyện gì xảy ra, thất phẩm tôn giả nhóm đều đã hẹn, tại năm nay cùng một chỗ tiến giai. Lại hoặc là, cùng, linh lực triều tịch, sắp đến có quan hệ. Theo thiên đạo biến hóa sắp đến, đợt tiếp theo linh lực triều tịch lại vừa vặn sắp xảy ra. Tương lai một đoạn thời gian, chính là chư thiên vạn giới bên trong tu luyện thịnh thế. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh đâu? Là ai tại tấn thăng? Tống Thư Hàng hỏi. Vọng Thiên, ta cũng không biết a. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh đều không nhìn thấy. Đại Hải Quy đạo. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn nhớ tới mình bây giờ còn tại, hạch tâm thế giới. Hắn hạch tâm thế giới theo không ngừng tiến hóa, biến càng ngày càng đặc thù. Hiện tại, ở tại hạch tâm thế giới bên trong lúc, mặc dù còn có thể cảm ứng được có huyền thánh muốn, nhân tiền hiển thánh, nhưng nếu không có Tống Thư Hàng chỉ lệnh, nhân tiền hiển thánh hình ảnh đều không thể tiến vào, hạch tâm thế giới, bên trong. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, đối hạch tâm thế giới hạ tiếp sóng, nhân tiền hiển thánh, hình ảnh mệnh lệnh. Sau một khắc, tại Đông Chi Điện trên trần nhà, xuất hiện một bộ hình chiếu. Hạch tâm thế giới cũng không có trực tiếp để, nhân tiền hiển thánh, chiếu rọi nhập thế giới bên trong, mà là thông qua trung chuyển. Lại đem, nhân tiền hiển thánh, hình ảnh chuyển di tiến đến. Đây là hạch tâm thế giới tự mang giữ bí mật thủ đoạn. Trong hình ảnh, một vị nam tử ngồi xếp bằng. Trên người hắn đạo bào có chút tổn hại, tóc dài lộn xộn, nhưng những này lộn xộn không hư hao chút nào khí chất của hắn. Hắn chỉ là ngồi, hư không đều phảng phất lấy hắn làm trung tâm tại sụt. Thất Tu Tiền Bối, Tống Thư Hàng liếc mắt nhận ra đạo thân ảnh này. Trước đó, Lục Tu Tiên Tử còn tại thông chi hắn nói thất tu đi độ kiếp rồi, hắn thành bát tu hậu tuyển nhân. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt thời gian, thất tu thánh quân đã thành công độ kiếp, tấn thăng bát phẩm huyền thánh. Thất tu tiền bối độ kiếp bỏ ra bao nhiêu thời gian? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Có thời gian mấy ngày, theo tứ tu nói, ở trên tuần bắt đầu đi ngủ phía sau hắn liền chủ bị độ kiếp. Hẳn là độ 2-3 ngày tả hữu. Lục Tu Tiên Tử một bên nhanh chóng vung lấy chùy. Một bên trả lời. Sở dĩ Lục Tu vào hôm nay mới thông chi Tống Thư Hàng, là bởi vì nàng hôm nay vừa mới tỉnh ngủ. Mà lúc này, chư thiên vạn giới đều sôi trào lên. Mấy ngày nay những người tu luyện không thể nghi ngờ là may mắn. Trong một tháng, bọn hắn chỉ thấy trứng trọn vẹn 6 huyền thánh sinh ra, mà bây giờ cái này một vị, đã là gần đoạn thời gian vị thứ 7. Loại này các tôn giả tụ tập độ kiếp vì huyền thánh, nhân tiền hiển thánh rầm rộ. Tại viễn cổ thời đại cũng khó khăn đến thấy một lần. Thất Tu Thánh Quân, hiện tại hẳn là gọi hắn là Thất Tu Thánh Quân, hắn tại ngồi điều tức, đang khôi phục trạng thái. Một lát sau, ở bên cạnh hắn có thánh ấn ngưng tụ, hóa hình. Thánh ấn bên trên,
hiển hiện ba cái đạo hiệu. Thất Tu, Mặc Nhiễm, Huyền Giả. Mấy cái này đạo hiệu đều là Thất Tu Thánh Quân đã từng sử dụng tới đạo hiệu. Tại hắn trở thành Thất Tu trước đó, dùng hẳn là Mặc Nhiễm hoặc là Huyền Giả hai cái này đạo hiệu bên trong một cái. Thất Tu tiền bối mở to mắt, suy tư một lát sau, hắn đưa tay tại Thất Tu thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Tại trở thành Thất Tu phía sau trước kia đạo hiệu là cái gì đã không có ý nghĩa. Coi như hắn không còn là Cửu Tu Phượng Hoàng Đao chủ nhân, nhưng là hắn vẫn như cũ là Thất Tu, điểm này sẽ không cải biến. Thánh Hào xác định. Thanh ấn lấy Thất Tu vị ấn ngưng tụ thành hình. Thanh ấn hào quang bao phủ Thất Tu tiền bối, vì hắn độ thượng huyền thánh uy nghiêm. Thiên Niên Đệ Thất Thánh, Thất Tu Thánh Quân. Chư thiên vạn giới tu luyện giả biểu thị, cái này đạo hiệu thực tình dễ nhớ. Cái này đem là cái nhất định được ghi vào tu chân giới sử sách, hơn nữa còn sẽ bị người một mực nhớ đạo hiệu. Tương lai một ngày nào đó, tu chân giới bọn hậu bối nếu là trò chuyện lên đoạn này, huyền thánh không ngừng xuất hiện tu chân giới phồn vinh tuế nguyệt, liền nhất định sẽ nhắc lên bảy vị huyền thánh. Thiên Niên Đệ Nhất Thánh, Bá Tống Huyền Thánh, đạo hiệu, nhất định sẽ bị người nhớ kỹ. Dù sao Đệ Nhất Thánh. Bất quá ở giữa thứ hai, ba, bốn, năm thánh đạo hiệu, liền không nhất định sẽ bị toàn bộ nhớ kỹ. Thiên Niên Đệ Lục Thánh, Bạch Thánh Quân, để cho người ta khắc sâu ấn tượng, thuộc về loại kia muốn quên cũng không thể quên được loại hình. Trừ cái đó ra, Thiên Niên Đệ Thất Thánh, Thất Tu Thánh Quân, loại này thuộc lầu lầu đạo hiệu, cũng khẳng định thuộc về sẽ bị nhớ kỹ loại hình. Chư thiên vạn giới những người tu luyện lần nữa vọng thiên, chờ đợi lấy tiếp xuống, huyền thánh giảng pháp, hình ảnh. Vị này Thất Tu Thánh Quân, hội giảng hệ nào, pháp, đâu? Đạo gia, Nho Môn, Phật Tông, Mật Tông, Ma Đạo. Nói trở lại, Thiên Niên Đệ Nhất Thánh đến Thiên Niên Đệ Thất Thánh, ngoại trừ đệ ngũ thánh còn kiêm chức thánh kỵ sĩ bên ngoài, cái khác mấy vị vậy mà toàn bộ là tu chân giả. Cái này khiến chư thiên vạn giới hệ khác những người tu luyện áp lực rất lớn. Nhân tiền hiển thánh khâu kết thúc. Về sau, tiến vào, huyền thánh giảng pháp khâu. Thất Tu tiền bối hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Hắn tại độ kiếp trước, liền đã chuẩn bị xong giảng pháp bản thảo. Nhẹ nhàng một ho khan, hắng giọng một cái, hắn bắt đầu vì chư thiên vạn giới những người tu luyện giảng giải, tu chân kỹ thuật bách khoa toàn thư. Luyện đan, gieo trồng linh dược, đào quáng kỹ xảo, rèn đúc pháp khí, bồi dưỡng linh thú, may đạo bào, phù văn chế tác, trận pháp bố trí thậm chí còn có bộ phận tiên chủ tri thức điểm. Thất Tu tiền bối giảng nội dung hoa văn phong phú, bởi vì thời gian có hạn, hắn mỗi một loại đều chỉ chọn trọng điểm mà nói, nhưng hắn giảng pháp mỗi một điểm nội dung, đều để người được lợi to lớn. Thất Tu tiền bối giảng pháp, là thụ người lấy cá. Mặc dù không thể để cho những người tu luyện lập tức, đốn ngộ từ đó thực lực đạt được tăng lên. Nhưng là, trải qua thời gian dài có thể làm cho các tu sĩ tu luyện càng thêm thuận lợi. Không hổ là Thất Tu tiền bối, tri thức diện thật rộng. Tống Thư Hàng hâm mộ vô cùng. Trên thực tế, hắn trong giấc mộng tu sĩ phong cách vẽ ngoại trừ phiên phiên kiếm tiên hoặc nho ra tu sĩ bên ngoài, còn có giống Thất Tu tiền bối dạng này tri thức phong phú đại tiền bối phong cách vẽ. Hắn còn nhớ rõ, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong dược sư tiền bối cùng Thất Sinh phù phủ chủ tiền bối, trước kia tại phù đạo hoặc là luyện đan nhất đạo bên trên, nếu như đạt được Thất Tu tiền bối, khẳng định lúc, đều sẽ lộ vẻ rất mừng rỡ. Thất Tu tiền bối bất kể là trận pháp, đan đạo, luyện khí, chế phù, trong Cửu Châu Nhất Hào quần đều là ba vị trí đầu cấp bậc. Hắn là cái rất toàn diện tu sĩ, như là sách giáo khoa nam nhân. Tống Thư Hàng hy vọng trong tương lai một ngày nào đó, hắn cũng có thể trở thành giống Thất Tu tiền bối loại tồn tại này. Sau đó, khi Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong gia nhập rất nhiều phấn nộn người mới lúc, hắn có thể giống Thất Tu tiền bối như thế thông qua phong phú vô cùng tri thức, cho người mới trợ giúp. Cùng sử dụng phong phú tri thức lượng, tại những người mới trong lòng tạo nên đáng tin đại tiền bối hình tượng. Ta còn trẻ, chờ ta tương lai tấn thăng thất phẩm tôn giả lúc, nói không chừng cũng có thể giống Thất Tu tiền bối như thế, nắm giữ phong phú tri thức. Tống Thư Hàng ám đạo. Thất Tu tiền bối, huyền thánh giảng pháp, bởi vì nội dung tương đối bây giờ nguyên nhân, giảng pháp quá trình bên trong không có, đại đạo ở giữa, hoặc là đại đạo dị tượng, nhưng chư thiên vạn giới những người tu luyện vẫn như cũng nghe như si như say. Bọn hắn hận không thể Thất Tu Thánh Quân có thể nói mấy ngày mấy đêm, nhưng thật đáng tiếc, huyền thánh giảng pháp có thời hạn. Thất Tu tiền bối giảng pháp, chuẩn bị kết thúc. Chư thiên vạn giới những người tu luyện không ngừng biểu đạt bản thân không bỏ chi ý. Tại tất cả những người tu luyện lưu luyến không rời trong ánh mắt,
thất thụ tiền bối giảng pháp kết thúc. Sau đó, như bài sơn đảo hải công đức chi lực ngưng tụ, giáng lâm. Thất thụ tiền bối con người hơi trầm xuống. Sau đó, hắn muốn nhìn một chút gần đây độ kiếp người gặp gỡ quỷ dị, tâm ma kiếp, có thể hay không ảnh hưởng đến hắn. Chương 1257, người chừng nào thì sinh ra bản thân không phải muộn tao ảo giác. Gần đây bên trong độ kiếp tu sĩ, cho dù là nhị phẩm tấn thăng tam phẩm, cũng sẽ ở cuối cùng không hiểu thấu lâm vào tâm ma kiếp bên trong. Phải biết, dĩ vãng 2 tấn 3 thời điểm, là không thể nào có tâm ma cướp loại này kiếp số. Nhưng gần đây bên trong độ kiếp tu sĩ, bất kể là tấn thăng mấy phẩm, chỉ cần độ kiếp, cuối cùng liền nhất định sẽ lâm vào tâm ma kiếp bên trong. Mà lại, cái này tâm ma kiếp cực kỳ quỷ dị, lâm vào tâm ma kiếp tu sĩ dù là đạo tâm lại thế nào kiên định, cũng vô pháp tùy tiện từ tâm ma kiếp bên trong xuất diễm. Thất tu liền muốn nhìn xem, hắn hiện tại ở vào 7 tấn 8 trạng thái, đại lượng công đức chi lực ra thân. Từ trên lý luận tới nói, chỉ cần công đức chi lực đủ nhiều, liền có thể triệt tiêu mất bát phẩm thánh quân tâm ma kiếp. Huyền thánh giảng pháp, là thứ nhất thiên đạo thiết định cho chư thiên vạn giới tu luyện giả phúc lợi, đồng dạng cũng là cho bát phẩm huyền thánh trợ lực. Hải lượng công đức chi lực ra giáng lâm, dung nhập thất thu tiền bối thân thể. Lại thêm thất thu tự thân thì có nhất định công đức chi lực cơ sở, hắn công đức chi quang không ngừng mạnh lên, sau đó bắt đầu cụ hiện hóa. Công đức chi quang không ngừng ngưng tụ, áp xúc. Cuối cùng, công đức chi quang huyễn hóa thành, nhân, hình thức ban đầu. Nhìn hình thể, cái này công đức chi quang hình dạng hẳn là nữ. Đại Hải Quy nói, thông qua điểm này đó có thể thấy được, vị này thất tu đạo hữu vẫn là rất muộn tao. Tống Thư Hàng, Quy tiền bối, lời ấy sai rồi. Công đức chi quang thành hình lại không nhận bản thân khống chế, ta công đức chi quang vẫn là xà mỹ nhân đâu, chẳng lẽ ta cũng là muộn tao? Người chừng nào thì sinh ra bản thân không phải muộn tao ảo giác? Quy tiền bối hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng. Tóm lại, công đức chi quang hình thái lại biến thành cái dạng gì, hoàn toàn không nhận bản thân khống chế. Ta lúc đầu muốn ngưng tụ một đầu công đức chân long đi ra, kết quả ngưng tụ ra chính là đuôi rắn người diêm đây. Cho nên, chỉ bằng điều phán đoán này thất thu tiền bối là muộn tao, ta không phục. Tống Thư Hàng đạo. Đang khi nói chuyện, thất tu tôn giả sau lưng công đức chi quang tiến một bước tăng cường. Hắn giảng pháp nội dung rất phù hợp chư thiên vạn giới tu luyện giả khẩu vị, khổng lồ tu luyện giả đều cho tốt bình, phản hồi tới được công đức chi lực số lượng khổng lồ. Thất tu tôn giả sau lưng, nữ tử công đức chi quang, lần nữa tiến hóa. Trên người nàng, ngưng tụ ra một thân xinh đẹp quần áo. Cái này quần áo đẹp mắt, mà lại rất có dụ hoặc hương vị, váy xẻ tà đến chỗ đùi. Trên đó có ít chỉ sinh động như thật bươm bướm đang bay múa, đem yêu nhã cùng gợi cảm kết hợp với nhau. Bất quá, y phục này có phải hay không khá quen? Đại Hải Quy xoay đầu lại ngắm nhìn Lục Tu, Vọng Thiên. Tống Thư Hàng đồng dạng nhìn về phía đang đúc khí Lục Tu. Không sai, y phục này cùng Lục Tu trên người là cùng cái kiểu dáng. Mà lại, không biết có phải hay không ảo giác, thất tu tiền bối ngưng tụ, công đức muội tử, đùi đều cùng Lục Tu là một cái kiểu dáng. Đồng dạng chiều dài, đồng dạng tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Chính là Lục Tu chân là trắng noãn thon dài, mà công đức muội tử chân là vàng óng ánh. Hiện tại, người còn có cái gì muốn phản bác sao? Quy tiền bối nói, ta cho người biết, ta gần nhất một mực đang người nghiên cứu loại tâm lý học, rất có thành quả. Hiện tại, ta coi như không sử dụng, độc tâm thuật, thông qua một số ngôn hành cử chỉ, liền có thể đoán được một người tính cách. Tống Thư Hàng. Thất tu tiền bối đây là muốn mượn thời cơ này, hướng Lục Tu tỏ tình sao? Nhưng là, Lục Tu lúc trước độ kiếp thất bại, hiện tại bị trói tại Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, bên trong. Chờ Cửu Tu Phượng Hoàng Đao đổi chủ nhân thời điểm, Lục Tu cũng sẽ đi theo chuyển di. Mà Lục Tu hiện tại nếu muốn từ Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, trói buộc trong trạng thái thoát thân, cần dài đằng đẵng thời gian. Nói tóm lại, đến lúc đó thất tu tiền bối nếu muốn cùng Lục Tu nói yêu thương lời nói, giữa hai người sẽ còn cách một cái tên là Bát Tu, lớn đèn điện pháo. Thất tu tiền bối đoạn này tình cảm lưu luyến, không dễ làm a. Trong lúc đang suy tư, thất tu thánh quân phía sau công đức muội tử tiến hóa hoàn tất. Mặt của nàng cũng ngưng tụ đi ra. Cùng Tống Thư Hàng đoán đồng dạng, mặt mũi này cũng là Lục Tu tiên tử, mặt. Cụ hiện hóa, công đức Lục Tu, duỗi ra trắng noãn hai tay, hư khép, đem thất tu thánh quân bảo hộ ở dưới thân. Ân, vừa ngưng tụ ra, công đức Lục Tu, chừng cao hơn 5 mét, rất là to lớn. Ong ong ong. Trong hư không,
tựa hồ có một kiếp đại kiếp muốn hạ xuống, chỉ là cái này đại kiếp toàn bộ bị công đức lục tu ngăn lại. Thất tu tiền bối nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, cái kia quỷ dị tâm ma kiếp không cách nào ảnh hưởng huyền thánh giảng pháp phía sau bị chư thiên vạn giới tụ đến công đức chi lực gia trì huyền thánh. Huyền thánh giảng pháp hình ảnh dần dần tán đi, thất tu thánh quân từ thiên kiếp thế giới, bên trong đạp cách. Tại một khỏa tràn đầy cường đại từ lực tiểu hành tinh bên trên, thất tu thánh quân thân hình bước ra. Xem ra, tâm ma kiếp là bị công đức chi lực chặn. Cùng ta đoán không sai biệt lắm, thất tu nói khẽ. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về sau lưng, công đức lục tu. Tạm thời muốn tách ra, lục tu, thất tu nói khẽ. Lục tu là hắn con đường tu hành người dẫn đường, nếu như không có nàng, cũng không có hiện tại thất tu thánh quân. Với hắn mà nói, lục tu cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hắn rất không nỡ nhanh như vậy cùng nàng tách rời, nhưng hắn lại không thể một mực dừng lại tại thất phẩm cảnh giới. Lục tu cũng sẽ không cho phép hắn cưỡng ép áp bách cảnh giới, không đi tấn thăng. Chỉ là, cửu tu phượng hoàng đao cực kỳ đặc thù. Hắn sẽ không vĩnh viễn thuộc về nào đó một nhiệm kỳ chủ nhân, khi thất tu tấn thăng bát phẩm phía sau cửu tu phượng hoàng đao liền sẽ dần dần cùng hắn tách rời, đi xác định nó đời tiếp theo chủ nhân. Mà bị giới hạn, cửu tu phượng hoàng đao, tứ tu cùng lục tu, đến lúc đó đều sẽ theo đạo khí cùng một chỗ chuyển rời đến, bát tu, nơi đó. Cuối cùng tấn thăng bát phẩm, tiếp đó, lại cho ta một chút thời gian, liền có thể đem lục tu từ, cửu tu phượng hoàng đao, trói buộc bên trong tháo rời ra. Thất tu tự lẩm bẩm. Sau lưng, công đức lục tu, hơi rung nhẹ. Sở dĩ đem công đức chi lực cụ hiện hóa thành lục tu bộ dáng, là bởi vì đem lục tu bóc ra phượng hoàng đao trói buộc kế hoạch, cần cái này một bước. Tiếp đó, bát tu đến cùng sẽ là ai chứ? Thất tu thánh quân đưa tay tế ra một thanh giống như hư ảo lại như chân thực trường đao. Cái này đao vừa xuất hiện, liền bốc cháy lên, đem đao hình thái che lấp. Đây chính là, đạo khí cửu tu phượng hoàng đao. Siêu Việt kiếp tiên cùng trường sinh giả tạo thành thần binh tồn tại, đây là từ ngày xưa, thứ ba thiên đạo, tạo thành chi vật. Những năm gần đây, tại cửu tu phượng hoàng đao, thượng ký xuống danh tự đạo hữu số lượng không ít, mỗi một vị đều là đi qua thất tu tinh thiêu tế tuyển. Tu vi có lẽ có cao thấp, nhưng mỗi một vị, chuẩn bát tu, nhân phẩm tuyệt đối đáng tin. Tiếp đó, còn có cái cuối cùng trình tự, thất tu dẫn theo cửu tu phượng hoàng đao, hướng sau lưng trên hành tinh dùng sức một chạm. Một đao xuống dưới, không gian bị chém ra. Sau đó, tại viên này tiểu hành tinh thượng xuất hiện một tòa hoa lệ cổ mộ. Thất tu tiến lên một bước, dùng cửu tu phượng hoàng đao tại mộ bên cạnh trên tấm bia đá khắc lên thất tu huyền thánh chi mộ chữ viết. Từ giờ khắc này, quá khứ thất tu theo, cửu tu phượng hoàng đao, cùng một chỗ, mai táng ở nơi này. Từ hôm nay trở đi, cửu tu phượng hoàng đao không còn vì ta chấp trưởng. Hắn nhẹ giọng thì thầm. Tòa này cổ mộ là hắn rất sớm trước liền tạo dựng lên, đây là, số lượng tu, một mạch truyền thừa. Mang hậu bối đến thăm dò bản thân mộ, cũng là, số lượng tu, một mạch ưu lương truyền thống. Làm xong đây hết thảy phía sau thất tu nhẹ nhàng vỗ vỗ, cửu tu phượng hoàng đao, nói, đi thôi, đi chọn lựa ngươi vừa ý, bát tu, đi. Cửu tu phượng hoàng đao có chút chấn động, dường như tại cùng thất tu cáo biệt. Mặc dù ta không cách nào can thiệp quyết định của ngươi, bất quá ta vẫn là muốn nói lại, lần này bát tu hậu tuyển nhân bên trong, Tống Tiểu Hữu thật là một cái không sai nhân tuyển. Thất tu đạo, cửu tu phượng hoàng đao lần nữa chấn động mấy lần, sau đó chậm rãi lơ lửng. Thất tu nhìn qua càng lên càng cao phượng hoàng đao, khe khẽ thở dài. Gặp lại, cửu tu phượng hoàng đao. Gặp lại, lục tu. Ầm ầm, cửu tu phượng hoàng đao phá vỡ hư không, đã dẫn phát như sấm sét tiếng vang. Thất tu đối cửu tu phượng hoàng đao phất phất tay. Bất kể là, lục tu, vẫn là, cửu tu phượng hoàng đao, đều cùng hắn ở chung được cực kỳ lâu, hiện tại muốn cùng các nàng tách rời, thật là có bị thương cảm giác. Đang lúc thất tu suy tư thời khắc, trong hư không, cửu tu phượng hoàng đao, đột nhiên quay đầu, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn trở về. Thất tu tiền bối cảm thấy rất ngờ vực. Cửu tu phượng hoàng đao trở xuống đến trong tay hắn, chủ động dính trên tay hắn. Sau một khắc, lửa cháy hừng hực tăng vọt mà lên, đem thất tu bao phủ. Đây là chiến đấu tín hiệu. Thất tu cảm ứng được, cửu tu phượng hoàng đao, truyền đến một chút bất an. Đối thủ, chỉ sợ là để cửu tu phượng hoàng đao đều cảm giác được khó giải quyết tồn tại. Là ai? Có kiếp tiên giáng lâm? Hoặc là trường sinh giả? Ầm 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 ầm.
Tại thất tu đỉnh đầu chỗ, không gian vỡ vụn. Sau một khắc, một khỏa vô cùng to lớn tinh cầu giáng lâm, bỗng nhiên xuất hiện tại thất tu chỗ tiểu hành tinh trên không. Trên viên tinh cầu này, mang theo một loại màu trắng bệch thánh quang. Loại này thánh quang khiến người ta cảm thấy một loại trong xương lộ ra tới hàn ý, âm lãnh. Cùng bình thường quang minh ấm áp thánh quang hoàn toàn tương phản. Viên tinh cầu này không có sinh ra lực hút, hắn từ không gian bên trong gạt ra phía sau điên cuồng rung động, xem ra hẳn là đột phá không gian lúc, gây nên thân thể không ổn định. Cửu tu phượng hoàng đao càng phát ra bất an, nó phía trên hỏa diễm điên cuồng hiện lên, liền tiểu hành tinh mặt đất đều bị hòa tan. Thất tu tôn giả không thể không rời đi tiểu hành tinh, tiến vào trong vũ trụ. Vừa tiến vào vũ trụ phía sau cửu tu phượng hoàng đao hỏa diễm lần nữa tăng vọt, điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, liền biến thành một vòng mặt trời nhỏ. Mà lúc này, đối diện viên kia hành tinh rốt cục ổn định lại. Sau đó, một đầu con mắt thật to từ tinh cầu bên trên mở ra. Bị con mắt này tiếp cận lúc, thất tu chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Dù cho cửu tu phượng hoàng đao không ngừng tuôn ra ngọn lửa nóng bỏng, thất tu nhưng vẫn là hung hăng dùng mình một cái. Đây là vật gì, thất tu đạo? Để thân là, đạo khí cửu tu phượng hoàng đao đều cảm thấy bất an, tinh cầu này đến cùng là lai lịch gì? Con mắt thật to nhìn chằm chằm nhỏ bé thất tu. Sau đó, một đạo cự đại vô cùng quang mang từ trong ánh mắt bắn ra, đánh về phía thất tu. Cửu tu phượng hoàng đao hỏa diễm tập quyển mà lên, nghênh kích tia sáng. Tia sáng bị ngăn lại. Nhưng lúc này, thất tu trong đầu lại hiển hiện nhiều loại dị tượng. Có ánh sáng chi cự nhân bị chém đứt đầu, có to lớn quang mang chi chim bị thần tiễn bắn xuống, có thật dài quang mang cự xà bị xé ra, chế thành gỗ cùng y, phong nhập hoàng kim quan tài. Hết thảy, đều mang mùi vị của tử vong. Chương 1258, mắt to tinh cầu ngày may mắn. Cái này còn vẻn vẹn cự đại tinh cầu con mắt, bắn ra tia sáng công kích dư ba. Tia sáng công kích đều để cửu tu phượng hoàng đao, chặn lại, chỉ là dư ba, liền để huyền thánh cấp thất tu lâm vào huyễn cảnh không cách nào tự kiềm chế. Cũng may lúc này, cửu tu phượng hoàng đao bên trên truyền đến một đạo ấm áp lực lượng, để thất tu thánh quân tỉnh táo lại. Tinh cầu này đến cùng là lai lịch gì? Thất tu cảm giác được một loại thật sâu cảm giác bất lực. Trong lúc đang suy tư, cửu tu phượng hoàng đao hướng hắn truyền lại một cái ý niệm. Phượng hoàng đao bởi vì mới hoàn thành, thất truyền, nguyên nhân, còn không có đạt tới trạng thái mạnh nhất. Hắn truyền tới ý niệm tương đối mơ hồ. Bất quá thất tu ước chừng có thể hiểu được ý tứ của nó. Cửu tu phượng hoàng đao là để hắn nhanh lên liên hệ, tứ tu, hoặc là, lục tu, thông qua không gian triệu hoán phương thức rời đi nơi này. Cửu tu phượng hoàng đao bản thân cũng không e ngại hành tinh khổng lồ này, hắn vừa rồi đi mà quay lại vì chính là bảo trì thất tu. Mà chỉ cần thất tu thành công rời đi chiến trường, cái kia cửu tu phượng hoàng đao tự nhiên có thủ đoạn đối kháng hoặc là rời đi. Ta hiểu được, thất tu đạo. Hắn lập tức dưới đáy lòng liên hệ tứ tu. Bởi vì lục tu thường xuyên hội ngủ ngon, muốn cùng nàng liên thượng tuyến không dễ dàng. Mà tứ tu cơ hồ mọi thời tiết không ngừng, cho nên loại này thời điểm then chốt, thất tu tự nhiên sẽ lựa chọn liên hệ tứ tu. Chuyện gì, tứ tu rất mau trở lại phục đạo. Tứ tu ta cái này có vấn đề. Người đem ta triệu hoán quá khứ. Thất tu thánh quân đạo. Nhận viên kia mọc ra mắt tinh cầu ảnh hưởng, liền ngay cả tâm linh câu thông năng lực đều có chút đứt quãng. Tứ tu, được, minh bạch. Ước chừng hai cái hô hấp sau. Một đầu rất manh bạch ngọc sư tử, một mặt mộng bức xuất hiện tại thất tu thánh quân bên cạnh. Ngọa thảo, tứ tu ngươi tại sao cũng tới? Thất tu hỏi. Tứ tu đồng thời nói, ngọa thảo, ta tại sao cũng tới? Vừa rồi. Tứ tu trên mặt trăng triệu hoán thất tu. Dưới tình huống bình thường thất tu hội giống triệu hoán thú được triệu hoán qua, nhưng lần này sử dụng triệu hoán công năng, tứ tu liền bị kéo tới, phản xuất hiện tại thất tu bên người. Đây là nghịch triệu hoán sao? Cái này, thất tu cùng tứ tu hai người im lặng vọng thiên. Khẳng định là đối diện cái này trường tinh cầu con mắt động tay động chân. Thất tu thánh quân đạo. Đồng thời, tứ tu cũng mở miệng hỏi thăm, lại nói. Địch nhân lần này là ai? Liền ngươi đều phải nhảy đường. Thất tu. Tứ tu. Tứ tu xoay đầu lại, nhìn về phía viên kia to lớn, mọc ra mắt tinh cầu. Mẹ nha, đừng nói cho ta, cái này ra hỏa là địch nhân lần này. Tứ tu trừng to mắt hỏi. Thất tu đắng chát nhẹ gật đầu. Cái này đặc mã đánh như thế nào a? Thất tu,
người bây giờ tấn thăng bát phẩm, một kích toàn lực có thể đánh ra mạnh cỡ nào uy lực? Tứ tu hỏi. Thất tu, ta vừa mới tấn thăng, cảnh giới đều không tới cùng củng cố, thực lực cũng liền so đỉnh phong thất phẩm phải cường đại điểm điểm. Hiện tại thô bạo sử dụng bát phẩm, huyền năng, toàn lực công kích, không sai biệt lắm có vài mai vũ khí hạt nhân đồng thời uy lực nổ tung đi. Đây là thất tu công pháp là, cửu tu phượng hoàng đao, xứng đôi công pháp nguyên nhân, một tấn cấp liền có thể nắm giữ một số bát phẩm cấp thủ đoạn công kích. Hạch tâm vũ khí uy lực nghe đã rất khủng bố, đối với người bình thường loại tới nói đã là thiên tai cấp bậc tổn thương. Nhưng cũng phải nhìn đối phương là nhân vật gì a? Đối phương trực tiếp chính là một khỏa tinh cầu. Vũ khí hạt nhân cấp bậc công kích rơi xuống trên người đối phương, toàn lực nổ tung lên, tổn thương cũng chỉ là trên người một cái, nhỏ chút, cấp thương. Nhiều nhất cũng cảm giác bị châm chọc lấy một chút. Khổ người lớn đến trình độ nhất định phía sau quả thực là vô lại. Tứ tu cười khổ nói. Hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp gỡ như thế cự hình địch nhân. Đối mặt tinh cầu cấp đối thủ, coi như đem cửu phẩm kiếp tiên kéo qua, đều không đánh nổi. Kiếp tiên cấp tồn tại, có thể làm được hủy thiên diệt địa. Nếu như không ai ngăn cản, một tôn kiếp tiên cấp tồn tại buông tay buông chân, hoàn toàn có thể giống trong truyền thuyết, diệt thế ma thần, đem toàn thế giới cho cày một lần, đem một khỏa sinh mệnh tinh mặt ngoài toàn bộ san bằng. Cho nên, kiếp tiên coi như được xưng là thần, cũng không thành vấn đề. Bọn họ đích xác có thể làm được thần thoại cố sự bên trong, thần, mới có thể làm đến sự tình. Nhưng liền xem như thần, đồng dạng kiếp tiên, để bọn hắn trực tiếp bạo tinh, vẫn có chút quá miễn cưỡng. Có lẽ, chỉ có xuất động nho gia thánh nhân, viễn cổ thiên đình thiên đế cấp độ kia trường sinh giả, mới có hy vọng làm đến bạo tinh công kích. Cho nên làm sao bây giờ? Tứ tu hỏi. Thất tu thánh quân, ta có thể làm sao a? Ta hiện tại cũng rất tuyệt vọng. Muốn không để lục tu thử triệu hoán hạ chúng ta, thực lực của nàng mạnh mẽ hơn ta, có lẽ có thể một hơi đem chúng ta triệu hoán quá khứ. Tứ tu hỏi. Đầu tiên chờ chút đã. Thất tu đạo. Hắn nắm chặt cửu tu phượng hoàng đao còn tại cùng cái tinh cầu kia rằng co. Phượng hoàng đao hỏa diễm càng lúc càng lớn, này lúc nó hỏa diễm bành trướng, hóa thành một khỏa tiểu hành tinh bộ dáng. So với đối diện mắt to tinh cầu nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng ít ra cũng là tinh cấp, thể tích. Thất tu lần nữa cùng, cửu tu phượng hoàng đao, câu thông. Hắn lo lắng nếu như lục tu sử dụng triệu hoán pháp thuật, cũng bị phản triệu hoán tới, vậy bọn hắn, số lượng tu, một mạch liền bị một mẻ hốt gọn. Cửu tu phượng hoàng đao không có trả lời thất tu. Lúc này hắn đã không cách nào phân tâm, hắn toàn bộ lực lượng đều dùng đến chống cự đối diện viên kia mắt to tinh cầu. Trên viên tinh cầu kia, lại mở ra một đầu tiểu phó nhãn. Một lớn một gần hai con mắt, đối phượng hoàng đao biến thành mặt trời nhỏ bắn ra tia sáng. Mắt to chỗ bắn ra tia sáng vẫn như cũ thẳng tới thẳng lui, mà mắt nhỏ chỗ bắn ra tia sáng hóa thành hình lưới, muốn đem cửu tu phượng hoàng đao bao khỏa. Cửu tu phượng hoàng đao không ngừng thôi phát hỏa diễm, ngăn trở công kích tia sáng, lại đem lưới ánh sáng đốt diệt. Cả hai rằng co không xong. Năm hơi thời gian sau. Đột nhiên, tinh cầu mắt nhỏ bắn ra một đạo khác biệt tia sáng. Lần này tia sáng không tiếp tục tạo thành lưới, mà là thẳng tắp đâm vào hư không. Không tốt, thất tu kêu lên. Cái kia tia sáng, trực tiếp xuyên thấu không gian, dọc theo cửu tu phượng hoàng đao khí tức, tiến về, lục tu, vị trí. Viên này mọc ra mắt tinh cầu là muốn đem cùng, cửu tu phượng hoàng đao, có liên quan sự vật, toàn bộ hủy diệt. Lục tu cẩn thận, thất tu nhanh chóng tại trong đáy lòng hướng lục tu cảnh cáo. Tống thư hàng hạch tâm thế giới. Đinh 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 đốt, cộng 100, cộng 50, cuối cùng hai cái hỏa diễm phủ văn bay lên không, sau đó lại hóa thành một cái để Tống Thư Hàng đâm tâm số lượng. 51.050. Cái số này, vẫn chỉ là dùng cá voi thánh cốt rèn đúc nghịch kình võ sĩ quyền sáo hệ thống. Sau đó còn có rất nhiều linh kiện nhỏ, quyền sáo sát ngoài muốn rèn đúc. 50.000 chỉ số, còn không phải cuối cùng số. Dùng bát phẩm cá voi thánh cốt chế tạo pháp khí, chính là như thế hào khí cùng tùy hứng. Cái này đã hoàn toàn không phải một cái, tứ phẩm pháp khí, có thể có được giá trị. Chỉ là chế tạo phí tổn, liền có thể mua tốt không ít tứ phẩm pháp khí thành phẩm. Rất tốt, hoàn mỹ. Lúc này, lục tu tiên tử khẽ mỉm cười nói. Lục tu tại đánh tạo, đương nhiên sẽ không là phổ thông tứ phẩm, nghịch kình võ sĩ. Nếu như dùng bát phẩm cá voi thánh cốt làm tài liệu,
lại chỉ có thể chế tạo ra tứ phẩm cấp quyền sáo, này lại để cho nàng Huyền Trọng phái hổ thẹn. Bát phẩm cá voi thánh cốt làm chủ vật liệu, ít nhất cũng phải chế tạo ra thất phẩm cấp bậc, nghịch kình võ sĩ quyền sáo mới không coi là lỗ vốn. Đến lúc đó tìm tiền bối phong ấn một chút, Tống Thư Hàng liền có thể đem hắn khi tứ phẩm pháp khí dùng, một mực dùng đến thất phẩm đều không cần lại tăng cấp. Nàng đương nhiên không sẽ cùng Tống Thư Hàng nói nàng tại đánh tạo thất phẩm quyền sáo sự, nếu không còn thế nào nhìn thấy Tống Thư Hàng đâm tâm biểu lộ. Đang lúc Lục Tu buông xuống song trùy thời điểm, trong tâm linh vang lên thất thu cảnh giới tiếng. Cẩn thận thứ gì? Lục Tu cau mày, bốn phía quan sát, nơi này là Tống Thư Hàng tiểu hữu không gian đặc thù, ở chỗ này sẽ có nguy hiểm gì? Đang lúc Lục Tu tiên tử suy tư thời điểm, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới không gian một cơn chấn động. Một đạo âm lạnh thánh quang, quả thực là xâm nhập hạch tâm thế giới. Cái này đạo thánh quang lộ vẻ âm u đầy tử khí, có để vạn vật kết thúc khí tức. Ngọa thảo, Tống Thư Hàng nhìn lấy cái này thánh quang lúc, vô ý thức kêu lên. Lại là loại này thánh quang. Lần trước, một mực nhốt tại Đông Chi Điện, bên trong âm lãnh tôn giả, chính là tại loại này âm u đầy tử khí thánh quang bên trong tự thiêu, cái đồ chơi này hiện tại lại ngóc đầu trở lại. Tại cái này âm lãnh thánh quang hiện thân trong nháy mắt, hạch tâm thế giới lần nữa chủ động huyễn hóa ra thánh liên, triển khai phòng ngự. Thánh liên nụ hoa nở rộ ra, đem Tống Thư Hàng, Đại Hải Quy, Lục Tu tiên tử bao khỏa, bảo hộ. Hạch tâm thế giới hoa sen hình chiếu lộ vẻ như lâm đại địch. Hiện tại, hạch tâm thế giới đang đứng ở thăng cấp giai đoạn, chính là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Chuyện gì xảy ra? Lục Tu tiên tử hỏi. Vừa rồi thất tu đột nhiên dùng tâm linh năng lực nhắc nhở nàng, mà lúc này loại này âm u đầy tử khí thánh quang hiển hiện, Tống Thư Hàng lại lộ vẻ như lâm đại địch. Có phiền phức đồ vật muốn tới, Tống Thư Hàng đạo. Cạch cạch cạch. Trong hư không truyền đến kim đồng hồ vận chuyển thời gian. 15 cái tiếng vang qua đi, cường thế xâm nhập hạch tâm thế giới, thánh quang bên trong hiện ra một bộ vũ trụ tinh không hình ảnh. U ám vũ trụ. Một quả khổng lồ tinh cầu lẳng lặng lơ lửng ở trong vũ trụ. Này lúc, tinh cầu bên trên mở ra hai con mắt, một đầu to lớn chủ mắt còn có một đầu cỡ nhỏ phó mắt. So sánh với về xâm nhập hạch tâm thế giới lúc, còn nhiều thêm một con mắt. Một lớn một gần hai con mắt, phảng phất xuyên thấu thời gian cùng không gian hạn chế, hướng Tống Thư Hàng vị trí, nhìn, đi qua. Ánh mắt kia đi tới chỗ, hết thảy đều sẽ tiến vào trung yên cùng tử vong. Lại là cái đồ chơi này. Vọng Thiên, trước đó quên hướng đại đế hỏi thăm thứ này lai lịch. Cái này ra hỏa như thế mang thù, trả thù tâm quá mạnh đi, Đại Hải Quy đạo. Cho nên, đây rốt cuộc là thứ gì? Lục Tu tiên tử thân thể không từ cái lạnh run. Tống Thư Hàng, tựa hồ là một cái gọi Trung Yên chi giáo thần. Loại tinh cầu này cấp đồ vật, cũng chỉ có tinh cầu cấp chiến lược vũ khí mới có thể đối kháng a. Giờ khắc này, hắn lập tức nhớ tới Bạch Tiền Bối số một sủng vật kiêm chức mạnh nhất vũ khí. Đáng tiếc Bạch Tiền Bối số một sủng vật còn không phải hoàn thành bản, chỉ là cái bán thành phẩm. Đối diện, âm lãnh thánh quang chậm rãi thiêu đốt lên. Viên kia con mắt thần bí tinh cầu hôm nay nhất định là ngày may mắn. Vốn định xử lý đối thủ một mất một còn, cửu tu phượng hoàng đao, cùng, số lượng tu, không nghĩ tới đang đuổi giết số lượng tu thời điểm, mua một tặng một, gặp được trước mấy ngày gặp tiếp xúc qua, nhưng lại bị chạy thoát con chuột nhỏ. Chương 1259 Bình Thiên Quan Cương Thủ Nữ Đế hình thức. Âm lãnh thánh quang càng phát ra sáng lên, càng phát ra lớn mạnh. Chống đỡ a, ta hạch tâm thế giới. Đối phương, thánh quang, rất quỷ dị, âm lãnh, mang theo vạn vật kết thúc khí tức, nhưng lại cùng cửu u tà năng hoàn toàn khác biệt, liền hạch tâm thế giới cũng vô pháp hấp thu loại này năng lượng. Tống Thư Hàng, sợi dễ, hách không cách nào sử dụng. Quy tiền bối, có biện pháp nào không xua đuổi những này thánh quang? Thừa dịp đối phương không có truyền tống càng nhiều lai lịch gì trước đó. Tống Thư Hàng hỏi. Đại Hải Quy, đem Hàn Ngoạt kiếm giao cho ta, ta đến khởi động Đông Chi Điện phòng ngự. Cái này ra hỏa thật sự là quá phách lối, thật coi ta chủ Đông Chi Điện là hậu hoa viên, muốn vào liền vào, muốn ra liền ra. Rùa biển không phát huy, thật coi ta là ba ba a. Ta muốn nhờ trận pháp, chặt đứt hắn không gian thông đạo, đem hắn truyền tống tọa độ xóa đi. Để hắn vĩnh viễn không cách nào khóa chặt Đông Chi Điện. Hàn Ngoạt kiếm, chờ đã, Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, đem Diệp Tư tách ra. Sau đó, hắn lại từ Diệp Tư trên thân cởi xuống Hàn Ngoạt kiếm, dùng hai ngón tay nắm vuốt, đưa cho Đại Hải Quy.
Diệp Tư xuất hiện đồng thời, công đức xà mỹ nhân tự chủ hiện thân. Nàng một mực đang thủ hộ lấy Diệp Tư. Đại Hải Quy tiếp nhận Hàn Ngoạt kiếm, hít sâu một hơi, bắt đầu hướng trong kiếm quán chú lực lượng. Sau một khắc, Đông Chi Điện bên trong có hàng ngàn hàng vạn cấm chế, trận pháp, phù văn bắt đầu sáng lên. Đông Chi Điện hóa thành nguồn sáng, lộng lẫy mỹ lệ. Đây chính là viễn cổ thiên đình Bắc Phương Đại Đế Hành Cung. So thế gian hết thảy đế vương cung điện càng thêm lộng lẫy. Nhận Đông Chi Điện trận pháp ảnh hưởng, hư bên trong đoàn kia âm lãnh thánh quang tăng trưởng tốc độ nhận ức chế, lớn mạnh tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Sau lưng nó không gian thông đạo bị Đông Chi Điện trận pháp quấy nhiễu, biến đứt quãng. Vọng Thiên, cái này ra hỏa đến cùng lai lịch gì? Hắn mở ra không gian thông đạo vậy mà không cách nào bị cắt đứt. Đại Hải Quy cắn răng nói. Lúc đầu hắn một khi mở ra Đông Chi Điện trận pháp, liền Trường Sinh Giả mở ra không gian thông đạo đều sẽ bị chặt đứt. Nhưng cái này mọc ra mắt tinh cầu truyền tống lực lượng không gian thông đạo, chỉ là biến đứt quãng, thông đạo không cách nào bị quan bế. Tiền bối chịu đựng, ta thử một chút có thể hay không đem hắn đánh tan. Tống Thư Hàng đạo. Xảy ra chuyện gì sao? Thư Hàng, tâm tình của ngươi ba động rất lớn. Đang độ tâm ma kiếp Diệp Tư lại để tâm linh cảm ứng hỏi. Tại độ tâm ma kiếp thời điểm còn có thể thỉnh thoảng đi ra thả cái gió, cùng Tống Thư Hàng phiếm vài câu, Diệp Tư tâm ma nếu có chí lực, hội khóc. Có cái khó giải quyết đồ vật xuất hiện, bất quá không có việc gì, chúng ta bây giờ tại hạch tâm thế giới, nơi này là chúng ta chiến trường chính. Tống Thư Hàng trả lời. Hạch tâm thế giới, là thế giới của hắn. Nơi này là địa bàn của ta. À, chú ý an toàn. Ta tiếp tục độ tâm ma kiếp đi, có việc gọi ta. Diệp Tư đạo. Tống Thư Hàng, cố gắng. Chờ Diệp Tư lục phẩm phía sau hắn linh quỷ hách liền đem lần nữa mở ra, mà lại mở ra càng thêm oanh oanh liệt liệt. Hắn đang mong đợi Diệp Tư độ kiếp thành công một khắc. Dứt lời, hắn đưa tay theo trên người Diệp Tư, để cho nàng trở về thân thể của mình. Công đức xà mỹ nhân không có trở về, nàng tận tụy canh giữ ở Tống Thư Hàng bên người. Xích Tiêu kiếm, cần hỗ trợ sao? Tới đi, sử dụng ta đi, thiếu niên, là thời điểm để cho ta một lần nữa lóe sáng đăng tràng thời điểm. Chính cần Xích Tiêu kiếm tiền bối tương trợ, Tống Thư Hàng đạo. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt. Đem Xích Tiêu kiếm tiền bối cho ta mượn một chút, ta muốn lên đi đem đoàn kia thánh quang diệt đi, tên kia là cái đại phiền toái. Tống Thư Hàng đạo. Công đức xà mỹ nhân nhìn qua sắt thép cánh tay bộ dáng Tống Thư Hàng, trái xem phải xem. Sau một lúc lâu, ánh mắt của nàng sáng lên. Tiếp đó, nàng hình thể tăng vọt công đức xà mỹ nhân theo không ngừng tiến hóa, đã sớm có thể tùy ý khống chế tự thân lớn nhỏ. Nàng một mực biến đến cao hơn 4 mét lớn. Sau đó, nàng đem chính mình hai tay bình thân, một trái một phải, mặc nhập Tống Thư Hàng biến thành sắt thép trên cánh tay. Lớn nhỏ phù hợp. Từ người bên ngoài góc độ đến xem, tựa như là công đức xà mỹ nhân, mặc một đôi sắt thép bao cổ tay đồng dạng. Công đức xà mỹ nhân con mắt hạnh phúc nheo lại, lộ vẻ rất vui vẻ. Tống Thư Hàng, Lục Tu Tiên Tử, phốc. Đừng làm rộn, hiện tại tràng diện đặc biệt nghiêm túc, biết không? Tống Thư Hàng đạo. Công đức xà mỹ nhân nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng đầu tiên là lấy ra, bình thiên quan. Nàng thuần thục đem chính mình tóc dài co lại, đem bình thiên quan đoạn tốt, đem ngọc kê cắm vào tóc dài bên trong. Bình thiên quan trước rủ xuống, lưu, theo công đức xà mỹ nhân động tác, nhẹ nhàng lắc lư, công đức xà mỹ nhân trong hai con ngươi tản ra uy nghiêm chi sắc. Nàng lại nhẹ nhàng đẩy bình thiên quan, vô cùng cường đại công đức chi lực từ bình thiên quan bên trong tuôn ra, dung nhập vào trong cơ thể nàng. Bộ kia sinh động như thật kiểu nữ long bào biến ảo thành hình, khoác vẩy ở trên người nàng. Long bào bên trên có cửu long đang du động, như cùng sống vật. Long bào cái kia thật dài vạt áo đưa nàng đuôi rắn ẩn tàng, long bào thật dài tay áo, đem Tống Thư Hàng biến thành sắt thép cánh tay che đậy. Lúc này công đức xà mỹ nhân, có thể nói là nàng đẹp nhất trạng thái. Nàng trời sinh liền thích hợp loại này uy nghiêm tràn đầy phục sức. Hóa thân công đức nữ đế phía sau xà mỹ nhân há miệng nhẹ nhàng phun một cái, Xích Tiêu kiếm bay ra, bị nàng nắm trong tay. Tức là chộp vào trong tay nàng, cũng là chộp vào Tống Thư Hàng trong tay. Công đức xà mỹ nhân nắm chặt Xích Tiêu kiếm, thân hình bước ra, hạch tâm thế giới, hoa sen bảo hộ, thân hình thuấn di, xuất hiện tại đoàn kia âm lãnh thánh quang trước mặt. Nàng giơ lên cao cao Xích Tiêu kiếm. Mà trong nháy mắt này, Tống Thư Hàng phảng phất cùng công đức xà mỹ nhân tâm hữu linh tê.
Tống Thư Hàng buông lỏng thân thể của mình, tổng thể phương diện từ công đức xà mỹ nhân đến chủ đạo động tác. Bất quá tại chi tiết phương diện, lại từ Tống Thư Hàng đến chủ đạo. Cái này hoàn toàn mới hình thức, liền gọi hắn mình thiên quan cương thủ nữ đế hình thức. Tại xích tiêu kiếm cao cao vung lên thời điểm, Tống Thư Hàng khống chế cổ tay chuyển một cái. Đao ý băng phát. Hai loại đao ý, một loại là Tống Thư Hàng, phòng thủ phản kích khôi giáp đao ý, một loại khác lại là công đức xà mỹ nhân bá đạo vô cùng đao ý. Xích tiêu kiếm bên trên, hỏa diễm bay lên. Phần thiên hỏa diễm đao. Ngũ phẩm, làm không tệ lắm. Lại có loại xích tiêu tử đang sử dụng ta lúc cảm giác. Xích tiêu kiếm đạo. Ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, xích tiêu kiếm thượng còn nhiễm lên tầng một nồng đậm kim sắc, đó là công đức chi lực. Hỏa diễm cùng công đức chi quang hỗ trợ lẫn nhau, cả hai lẫn nhau dây dưa, như lửa mượn gió thổi. Tống Thư Hàng quanh thân bị ngọn lửa bao khỏa. Cùng chính hắn một mình sử dụng, xích tiêu kiếm, lúc khác biệt, hắn hòa bình thiên quan nữ đế hình thức xà mỹ nhân phối hợp lúc, xích tiêu kiếm căn bản không cờ nụ lực, thời gian. Kiếm khởi, chém ra một đao, chính là công kích mạnh nhất. Hỏa diễm bạo bạo, muốn đem vạn vật đốt diệt. Đây là phần thiên chi hỏa. Kiếm lạc, chạm tại đoàn kia âm lãnh thánh quang bên trên. Không có kịch liệt bạo tạc, không có hoa lệ quang hiệu. Hai loại khác biệt lực lượng gặp nhau. Lẫn nhau thôn phệ, dây dưa làm hao mòn đối phương. Thánh quang bên trong, cái kia hình chiếu đi ra trong mắt tinh cầu cách không nhìn chăm chú Tống Thư Hàng. Không nghĩ tới vốn cho rằng là tiện tay có thể lấy bóp chết con chuột nhỏ, vậy mà có thể chém ra vượt qua hắn tưởng tượng công kích. Hậu phương, hạch tâm thế giới hoa sen thủ hộ dưới. Đại hải quy cùng lục tu tiên tử đều có chút trợn mắt hốc mồm. Lục tu tiên tử vẫn cho là Tống Thư Hàng là cái hàng lởm bát phẩm huyền thánh. Thực lực chân chính là tứ phẩm, có lẽ bạo phát một chút có thể có được ngũ phẩm chiến lực. Nhưng không nghĩ tới cái này ra hỏa một vụ nổ, trực tiếp lên trời. Công kích này uy lực, thời đỉnh cao thất tu đều không mạnh như vậy. Đại hải quy cười ha ha một tiếng, làm xinh đẹp, áp chế hắn. Ta đến chặt đứt hắn không gian thông đạo. Thừa dịp đoàn kia âm lãnh thánh quang bị Tống Thư Hàng, phần thiên hỏa diễm đao, dây dưa thời điểm, hắn liền có thể điều động đông chi điện lực lượng. Triệt để chặt đứt đối phương không gian. Lại đem tọa độ xóa đi, hóa giải lần này nguy cơ. Lục tu, người không có chuyện gì sao? Lúc này, lục tu tiên tử trong đầu xuất hiện lần nữa thất tu thanh âm. Lục tu, ta còn tốt, người bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta nhận lấy tập kích, một khỏa mọc ra mắt tinh cầu xé rách không gian mà đến, mục tiêu của nó là đem cùng, cửu tu phượng hoàng đao có liên quan hết thảy xóa bỏ. Hắn thậm chí khóa chặt không gian của ngươi vị trí, ngươi bây giờ ở đâu? Thất tu cười khổ nói. Ngọa thảo, cái này ra hỏa mục tiêu là ta. Lục tu nhìn qua trước mắt đoàn kia âm u đầy tử khí thánh quang, còn có trong đó chiếu đi ra hình ảnh. Trong hình ảnh hiển hiện ra chính là cái kia mọc ra mắt tinh cầu. Nguyên lai, cái này ra hỏa muốn công kích không Tống Thư Hàng, mà là nàng. Trước tỉnh táo lại, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp giải quyết hết phiền toái trước mắt. Nghĩ nghĩ phía sau lục tu hồi phục thất tu, ta hiện tại Tống Thư Hàng tiểu hữu nơi này, hắn này lúc đang chống cự cái kia mắt to tinh cầu truyền tới thánh quang lực lượng. Thất tu, cái gì? Tống Thư Hàng tiểu hữu tại chống cự công kích, ngươi xác định không phải Bạch Đạo hữu. Thất tu thánh quân nhớ kỹ, Bạch Đạo hữu gần nhất từ trước đến nay Tống Thư Hàng tiểu hữu như hình với bóng, nếu như Tống Thư Hàng tiểu hữu bên người có thể chống cự mắt to tinh cầu công kích, cũng chỉ có Bạch Đạo hữu. Không sai. Chính là Tống tiểu hữu tại chống cự, người bên kia tình huống như thế nào? Lục tu xoa huyệt thái dương, hỏi. Thất tu nắm giữ lấy cửu tu phượng hoàng đao, có lẽ cái kia bên cạnh có chuyển cơ. Lúc này, thất tu trầm mặc chốc lát nói, ta có thể muốn không được. Cửu tu phượng hoàng đao năng lượng tiêu hao vô cùng nhanh, nhưng liền xem như hắn cũng vô pháp mang theo ta cùng tứ tu rời đi. Hắn chỉ có thể gắt gao thủ hộ lấy ta cùng tứ tu, rất là bị động. Chờ nó lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Cách đó không xa, thất tu huyền thánh chi mộ, không nghĩ tới hội thật sự trở thành hắn táng thân chỗ. Tứ tu chen lời nói, ta liền di chúc cũng còn không có lập tốt. Ta đem bọn ngươi triệu hoán tới. Lục tu đạo. Thất tu, không cần, hiện tại triệu hoán đều bị quấy dày, ngươi hơi triệu hoán, sẽ trực tiếp giống như tứ tu bị kéo tới. Đến lúc đó, chúng ta ai cũng sống không được. Ta tại cùng, cửu tu phượng hoàng đao, câu thông. Hắn hội tạm thời che đậy người cùng chúng ta ở giữa liên hệ, đồng thời sẽ chém đoạn không ở giữa thông đạo. Chờ danh tiếng đi qua,
ngươi mang theo cửu tu phượng hoàng đao đi bồi dưỡng tương lai bát tu. Nhưng vào lúc này, trước mắt mắt to châu tinh cầu chậm rãi chuyển động. To lớn trong mắt đổi cái góc độ. 3. Một đạo kinh khủng chùm sáng từ trong mắt bên trong bắn ra, bắn vào không gian. Nhìn về phía lục tu tiên tử vị trí. Không tốt, lục tu ngươi mau trốn. Thất tu hét lớn. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Một đạo kinh khủng chùm sáng giáng lâm hạch tâm thế giới, cái kia cột sáng khổng lồ như vậy, so toàn bộ hạch tâm thế giới còn muốn to lớn. Chương 1260. Sương mù phòng kích quang vũ khí. Ngọa thảo, địa đồ pháo. Cái này địa đồ pháo dọc theo trước đó, âm lãnh thánh quang, không gian thông đạo, cưỡng ép xâm nhập hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng hiện tại hạch tâm thế giới có một bộ phận đã khuếch trương ra, từ hạch tâm thế giới bản thể cộng viễn cổ thiên đình mảnh vỡ tạo thành. Mà tại hạch tâm thế giới bản thể cùng viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bên ngoài, là một mảnh không nhìn thấy cuối đen kịt hư không. Là Tống Thư Hàng cũng vô pháp tiếp xúc, khống chế khu vực. Nhưng đối phương cái này địa đồ pháo rơi xuống, không chỉ có đem hạch tâm thế giới cổng viễn cổ thiên đình bao phủ, còn đem hạch tâm thế giới bên ngoài đen kịt không gian chiếu sáng. Đây mới thực là diệt thế cấp công kích, một kích cũng đủ để đem một khỏa hành tinh cày thượng một lần. Liền xem như bình thiên quan cương thủ nữ đế hình thức. Đối mặt công kích như vậy, cũng sinh ra không có sức chống cự cảm giác. Muốn xong, Tống Thư Hàng trong lòng thật lạnh. Cái này địa đồ pháo uy lực công kích quá mức đáng sợ, đơn giản giống như là bánh xe ép hướng đáng yêu tiểu đường lang. Đám người bọn họ chính là đáng yêu tiểu đường lang. Tại loại này đẳng cấp công kích đến, người, lộ vẻ nhỏ bé như vậy. Hạch tâm thế giới hoa sen điên cuồng lắc lư, nhìn qua liền phảng phất muốn bị bẻ gãy đồng dạng. Hắn điên cuồng chống lên phòng ngự, chống cự vậy cái này diệt thế cấp công kích. Nhưng là ai cũng có thể nhìn ra, hạch tâm thế giới phòng ngự căn bản nhìn không được. Chuyển di ra ngoài, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Lúc này, chỉ có bỏ qua, hạch tâm thế giới. Chỉ cần người còn sống, hạch tâm thế giới có thể trùng kiến. Lúc này, chỉ có trước trốn về thú giới, tránh né diệt thế cấp công kích. Tống Thư Hàng ý niệm thôi động. Muốn đem đám người cùng hạch tâm thế giới bên trong những sinh linh khác chuyển di ra ngoài. Trừ bọn họ mấy cái bên ngoài, hạch tâm thế giới bên trong còn có một nhóm bạch tôn giả nuôi, vô hình kiếm cổ còn có chiến đấu chuột túi thần thú. Nhưng là, chuyển di thất bại. Địa đồ pháo quang trụ tự mang không gian phong tỏa công năng. Không gian bị đóng lại, không cách nào chuyển di. Trên thực tế, kiếp tiên trở lên tồn tại tất sát kỹ, đều mang phong tỏa không gian hiệu quả. Phòng ngừa đối thủ ngăn không được dùng không gian lực lượng đào mệnh. Nhật, Tống Thư Hàng cắn răng nói. Vọng Thiên, ta chủ lão quy ta có lẽ muốn đi trước một bước. Đại Hải Quy kêu lên, hắn cảnh giới nhận phong ấn, trong thời gian ngắn không cách nào mở ra. Nếu không lấy hắn cửu phẩm thực lực, toàn lực bạo phát thật đúng là có thể cùng dạng này địa đồ pháo chính diện cương nhất cương. Hiện tại, hắn chỉ có thể chờ mong bản thân mai rùa đủ cứng, nhìn xem có thể ngăn trở hay không loại này diệt thế cấp công kích. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lục tu tiên tử gọi giống vậy đạo. Đều là lỗi của nàng, nếu như nàng không đến Tống Thư Hàng tiểu hữu bên người, nếu như nàng sớm điểm rời đi không thay Tống Thư Hàng chế tạo pháp khí, Tống Thư Hàng liền sẽ không bị cuốn vào nàng, thất tu cùng viên này mở to mắt hạt châu tinh cầu sự kiện bên trong. Tống tiểu hữu, bản kiếm nếu là có thể sống sót, đến lúc đó nhất định tìm Xích Tiêu tử lão tạp mau báo thù cho ngươi. Xích Tiêu kiếm đạo nhưng liền xem như hắn. Cũng không có nắm chắc tại cái này diệt thế cấp công kích đến còn sống sót. Công đức xà mỹ nhân ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Tại bên người nàng, công đức phỉ kinh thể nội. Đáng thương lông trắng thú tu trước đó một mực ở vào trạng thái hôn mê, này lúc bị ngoại giới cường đại đến tim đập nhanh năng lượng ba động bừng tỉnh. Hắn vừa mở mắt, xuyên thấu qua công đức phỉ kinh thân thể, liền thấy từ tại mà hàng diệt thế cấp công kích. Ta mệnh đừng vậy, lông trắng thú tu con mắt tái đi. Lại hôn mê lần nữa tới. Tống Thư Hàng biến thành sắt thép cánh tay, chăm chú nắm chặt nắm đấm. Hắn có, mệnh phù tại, còn có phục sinh khả năng. Nhưng coi như thế, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Đáng tiếc hạch tâm thế giới còn không có tấn cấp hoàn thành. Tống Thư Hàng ám đạo. Nếu như hạch tâm thế giới thăng cấp hoàn tất, liền có thể cùng bạch tiền bối một lần nữa connect vào, có thực lực thâm bất khả chắc, cửu u chúa tể bạch tiền bối xuất thủ. Có lẽ có thể bảo trụ hạch tâm thế giới. Hắn hạch tâm thế giới là bạch tiền bối có thể tiến về hiện thế tản bộ trạm trung chuyển, bạch tiền bối khẳng định không nguyện ý nhìn lấy hắn bị hủy diệt.
chỉ là này lúc, hạch tâm thế giới thăng cấp ở vào khẩn yếu quan đầu. Mà lại, cái này thăng cấp là không thể nghịch chuyển quá trình, không thể nói ta lên tới một nửa, muốn trước dừng lại. Căn bản là không có lựa chọn như vậy. Muốn lộng chết ta, trước khi chết ta cũng phải tung tóe ngươi một mặt máu. Tống Thư Hàng đưa tay kết động pháp ấn. Theo ý niệm của hắn, hạch tâm thế giới bên trong một nửa trở lên thiên kiếp đạn đạo, thiên kiếp bom nguyên tử, thiên kiếp bom hydro, thậm chí trong đó còn có một cái bạch tiền bối cuối cùng soát đi ra không biết tên chiến lược vũ khí, đều bị Tống Thư Hàng chuyển di đi ra. Nếu như có thể mà nói, Tống Thư Hàng hận không thể có thể một hơi đem tất cả thiên kiếp vũ khí chuyển di ra ngoài. Dù sao đều là chết, chẳng lẽ còn sẽ sợ uy lực nổ tung quá nhỏ. Đáng tiếc, bị giới hạn cảnh giới của hắn cùng tinh thần lực, khống chế một nửa trở lên thiên kiếp vũ khí chuyển di, liền đã đạt đến cực hạn của hắn. 3. Bởi vì đem tất cả tinh thần lực đều dùng đến khống chế những thiên kiếp này vũ khí, Tống Thư Hàng thân thể liền sắt thép cánh tay hình thức đều không thể duy trì, thân thể của nó hóa thành chất lỏng vỡ vụn một chỗ. Đông chi điện đỉnh điện biến trong suốt. Xuyên thấu qua đỉnh điện, có thể nhìn thấy này lúc hạch tâm thế giới trên không, thiên kiếp vũ khí giả thiên cái địa. Một bãi hình dáng Tống Thư Hàng trong thân thể ngưng tụ ra hai cái tay nhỏ nhanh chóng bóp một chuỗi thủ ấn. Đây là đem, thiên kiếp vũ khí, thượng tất cả phong ấn giải trừ phương pháp. Từng đạo phong ấn giải khai. Ken két. Hạch tâm thế giới chống lên phòng ngự, rốt cục chống đỡ không nổi, vỡ vụn ra. Hắn này lúc vẫn còn thăng cấp trạng thái, là yếu ớt nhất thời điểm, sống đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Phòng ngự vỡ vụn, diệt thế quang mang nghiền ép xuống. Lúc này, giả thiên cái địa thiên kiếp vũ khí vừa vặn giải phong hoàn thành, bọn chúng khóa chặt trong hư không cái kia diệt thế quang mang, chủ động nghênh kích đi lên. Cả hai phảng phất là trời sinh quan hệ thù địch, quá trình này thậm chí không cần Tống Thư Hàng cố ý đi khống chế. Tống Thư Hàng mừng rỡ trong lòng, đối địch tốt. Cả hai trạng thái đối địch, một hồi thiên kiếp vũ khí nổ lên đến mới sẽ không nương tay. Đừng để ta thất vọng, bạo cho ta mãnh liệt hơn. Tống Thư Hàng không tự chủ được quát. Ầm 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 ầm. Vô số đóa hoa mỹ pháo hoa trên không trung nổ lên. Tống Thư Hàng. Sự thật chứng minh, ngoại trừ tại thiên kiếp thế giới cùng cửu u thế giới bên ngoài, thiên kiếp vũ khí cũng sẽ không bạo tạc, sẽ chỉ hóa thành pháo hoa, liền hạch tâm thế giới cũng không ngoại lệ. Ngọa thảo. Tống Thư Hàng tâm hào tắc. Đây là cho chúng ta đưa tang pháo hoa sao? Lục Tu Tiên Tử hỏi. Vọng Thiên, tốt thêm mỹ. Đại Hải Quy. Phải chết sao? Tống Thư Hàng thở dài. Hắn hiện tại là thật không có chiêu. Nói thật, hắn cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch tử vong. Năm đó ở Nho Gia, Kim Liên Thế Giới, bên trong lúc, gặp được chất lỏng Kim Trúc Đại Thủ tập kích, hắn cùng Nho Gia thành viên ngay tại Kim Liên Thế Giới, bên trong chết một lần lại một lần. Cũng sống lại một lần lại một lần. Tử vong đối với hắn mà nói đã không còn mới mẻ. Chính là bởi vì hưởng qua tử vong tư vị, trong thời gian ngắn hắn thật sự không muốn lại từng lần thứ hai. Công đức xà mỹ nhân thân hình khẽ động, lấp lóe đến phía sau của hắn. Nàng thân hình co lại đến 2 mét lớn nhỏ, giang hai cánh tay, đem Tống Thư Hàng bảo hộ ở trong ngực. Mặc dù, coi như lấy nàng nữ đế trạng thái cũng thủ không được Tống Thư Hàng. Nhưng thủ hộ chủ nhân, là nàng thân là cụ hiện hóa công đức chi quang, chức trách. Tiếp đó, chỉ có cực phục sinh tỷ lệ, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Kỳ quái, Lục Tu Tiên Tử đột nhiên nói. A, ta làm sao không có việc gì? Lúc này, Đại Hải Quy theo sát lấy đạo. Trong hư không cái kia diệt thế một kích đột phá hạch tâm thế giới phòng ngự phía sau theo lý thuyết một chiêu là cột sáng hình thái, trong nháy mắt liền sẽ rơi trên người bọn hắn, nghiền ép bọn hắn. Nhưng là, cái này đều đi qua lão thời gian dài, bọn hắn vẫn còn bình an vô sự. Chẳng lẽ là công kích đã qua, chúng ta bây giờ đã chết rồi? Lục Tu hỏi. Đại Hải Quy, không có nhận công kích, điểm ấy ta có thể xác định. Một dịch hình dáng Tống Thư Hàng, ngẩng đầu, vọng thiên, hạch tâm thế giới trên không bị đầy trời, thiên kiếp vũ khí, bạo tạc pháo hoa bao phủ, những này pháo hoa thật lâu không thôi. Bạo tạc sau, thiên kiếp vũ khí lại hội hóa thành tinh thuần nhất thiên địa linh lực, khuếch tán đến trong trời đất. Trừ cái đó ra, thiên kiếp vũ khí pháo hoa tản ra phía sau sẽ còn lưu lại tối tăm mờ mịt tầng một phân vụ, thật lâu không tiêu tan. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết sương mù phòng kích quang vũ khí? Tống Thư Hàng không tự chủ được đạo. Viên kia mọc ra lớn nhỏ mắt tinh cầu bắn ra công kích là một đạo quang trụ, dù sao cũng là quang loại, công kích.
Hiện tại thiên kiếp vũ khí bạo tạc sau hình thành mông mông bụi bụi vân vụ tầng, cực kỳ giống sương mù. Ngươi dùng sương mù cho ta phòng một cái thử một chút. Đại Hải Quy khóe miệng co giật, đây chính là diệt thế cấp công kích, lại bị không hiểu thấu đỡ được. Dù sao, chắc chắn sẽ không là cái gì sương mù phòng kích quang vũ khí, khẳng định là đám kia thiên kiếp vũ khí, bên trong ẩn chứa cái gì đặc thù lực lượng, hội kháng cự cái kia, mắt to châu tinh cầu, lực lượng. Lục tu tiên tử, chúng ta chống được sao? Tạm thời xem ra là chặn, nhưng là khẳng định cản không lâu. Đại Hải Quy trầm giọng nói, chỉ cần cái kia đạo diệt thế cấp công kích còn tại tiếp tục, nguy cơ liền sẽ không giải tán. Tống Thư Hàng cau mày, hắn lại thử một lần đem hạch tâm thế giới bên trong thành viên chuyển di ra ngoài, nhưng không gian vẫn như cũ bị quấy dày. Quy tiền bối, người có thể trực tiếp dùng không gian lực lượng mở ra thông đạo sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đại Hải Quy, ta sớm thử qua, nếu như bây giờ ta nhất định phải cưỡng ép mở ra không gian thông đạo, chỉ sẽ xuất hiện ở một cái địa phương. Hắn duỗi ra chân trước, chỉ phía trước, âm lãnh thánh quang, hình thành thông đạo. Nhận cường lực quấy nhiễu, không gian thông đạo vừa mở, sẽ trực tiếp đem mọi người đưa đến mắt to tinh cầu bên cạnh, tự chui đầu vào lưới. Ong ong! Lúc này, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới chỉnh thể chấn động. Liền phảng phất động đất. Đây là, thăng cấp phải hoàn thành rồi. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Lúc này, từ hạch tâm thế giới hoa sen hình chiếu bên trên, dọc theo rất nhiều sợi rễ. Năng lượng. Này lúc hắn cần một nhóm năng lượng to lớn, hoàn thành thăng cấp tốt nhất một bước. Tống Thư Hàng có chút cảm ứng một chút, hắn phát hiện mình mấy ngày nay tại thú giới, làm nghề y góp nhặt cửu u tà năng, này lúc đã toàn bộ bị hạch tâm thế giới thôn phệ. Vì tăng tốc thăng cấp tốc độ, đồng thời vì ngăn cản mắt to tinh cầu công kích, nó tiêu hao rất lớn. Nhưng vấn đề là, hiện tại từ chỗ nào làm một nhóm lớn năng lượng cho nó? Từ bạch tiền bối cái kia mượn tới một không gian trang bị linh thạch, đã đổi thành công đức xà mỹ nhân trên đầu bình thiên quan. Cửu u tà năng cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Có thể hay không trước đem cùng bạch tiền bối ở giữa thông đạo công năng mở ra? Tống Thư Hàng suy tư nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 93.